Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 630, quỷ đế khó thoát hai Máu tươi bay nhảy, đẹp đẽ tang thương, đường đường là cửu thiên phong chủ, dưới sự vây công của hai đại quỷ đế đã sắp hương tiêu ngọc vẫn, hóa thành thần phong minh mông cuồn cuộn hòa làm một với thiên địa. Phẫn nộ chất đầy trong lồng ngực, hận thù kích động kiếm hải. Dưới sự triệu hoán của anh hùng chi kiếm, cả mảng kiếm hải gào thét phóng tới là Phủ Sơn kính tượng với khí thế như muốn rời núi lấp biển. Đồng thời bản thân tôi cũng phóng về phía U Minh Huyền Thủy Giao Long nhanh như chớp, chém vào điểm yếu nghịch lân của nó kiếm khí xuất động sung thiên cả màn trời chấn động khi kiếm hải và la phù sơn bên trên phong thập bát va chạm với nhau hư không ẩm ẩm vỡ vụn trong đầy trời bụi mù đó la phù sơn kính tượng tan vỡ cùng kiếm khí lưu hình hoàn toàn biến thành hư không năng lượng sinh ra khi hư không bị phá vỡ cũng đã ảnh hưởng đến phong thập bát đạo bào vốn đã rách nát te tua nay lại càng hỗn loạn hơn U Minh Huyền Thủy Giao Long bị xử va chạm rung trời lở đất của Kiếm Hải và La Phù Sơn khiến cho thân rồng cũng bị chấn động. Ngay lúc này anh hùng Chi Kiếm trong tay tôi cũng dùng khí thế như lôi đỉnh sấm sét mà chạm vào nghịch lân của nó. Nghịch lân là nơi yếu ớt nhất của rồng, chỉ cần động vào nơi đó thì nó tất phải chết giống như quy luật bảy tắc trên thân rắn vậy. Anh hùng Chi Kiếm lại là kiếm của thiên đạo, không gì là không thể chạm. Đây lại là một kích toàn lực mà tôi dùng tất cả phẫn nộ tung ra. U Minh Huyền Thủy Giao Long chỉ kịp phát ra một tiếng giống đau thương liền bị tôi chém vỡ Long Lân, cũng chính là huyền quan điểm yếu của nó. U Minh Huyền Thủy Giao Long có liên kết với linh hồn của Trương Hành, bản thân Giao Long bị trọng thương, Trương Hành cũng liền bị choáng một cái, há miệng phun ra một ngụm máu tươi liền lập tức sử dụng thần niệm muốn triệu hồi U Minh Huyền Thủy Giao Long. Thấy vậy, Đỗ Tử Nhân cũng nhanh chóng tấn công về phía tôi nhằm ngăn cản tôi tiếp tục hủy diệt U Minh Huyền Thủy Giao Long. Tôi đã hạ quyết tâm muốn kéo quỷ đế xuống nước nên cũng chẳng tránh chẳng né, Dùng Thiên Tôn đạo thể cứng rắn mạnh mẽ của bản thân mà đón nhận đòn pháp kiếm công kích của Đỗ Tử Nhân, đồng thời toàn lực kích phát ma kiếm áo nghĩa, vô số kiếm khí lưu hình chui vào bên trong cơ thể của U Minh Huyền Thủy Giao Long. Cái Đỗ Tử Nhân tu không phải kiếm đạo, kiếm của hắn vốn không có uy lực mạnh, cái mạnh chính là quỷ khí âm trầm ẩn bên trong kiếm. Quỷ khí nhập thể, cả người tôi liền giống như rơi xuống hầm băng. Tôi cắn răng chịu đựng, dựa vào sinh cơ cường hãn của Ma Tâm để chống lại sự xâm nhập của quỷ khí. Đồng thời phóng càng nhiều kiếm khí lưu hình vào người U Minh Huyền Thủy giao long hơn. Đô tử nhân làm quỷ đế ở Âm Ty đã lâu, quỷ khí mênh mông vô tận, pháp kiếm từng chút từng chút một đâm vào lồng ngực tôi, mũi kiếm đâm thẳng vào ma tâm, nỗi đau thấu tim không thể chịu đựng được dâng lên. Nhưng tôi đã quyết tâm giết chết Trương hành nên vẫn cắn răng kiên trì không buông tay, không đến một khắc trước khi chết thì dù có đau đớn đến đâu tôi cũng sẽ không buông tay. Ma tâm bị thương đã không thể ngăn chặn quỷ khí nhập thể nữa lúc tôi bị ép đến mức không thể không đưa ra lựa chọn thì phong thập bát xuất hiện ở phía sau và truyền vào người tôi vô cùng vô tận phù tô chi phong giúp tôi phục hồi phù tô chi phong do đích thân phong thập bát thi triển ra sinh cơ phi thường cường đại nháy mắt ngay sau khi vào cơ thể đã trục xuất hết tất cả quỷ khí mà đỗ tử nhân đánh vào trong cơ thể tôi sau đó phong thập bát trực tiếp từ phía sau vòng lấy eo tôi hai tay kẹp lại với nhau trước ngực tôi như đang ngăn chặn lại pháp kiếm của đỗ tử nhân khiến cho nó không thể đâm sâu hơn vào thân thể tôi nữa Tư thế của hai người chúng tôi hiện tại trông vô cùng thân mật, cũng vô cùng mập mờ, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được sự mềm mại trước ngực ngài ấy đang dán vào lưng tôi. Tạ Lan, buông tay đi, giết chết Trương Hành, âm ti sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, đến lúc đó mà đạo ở nhân gian sẽ không có trốn dung thân. Phong thập bát nói nhỏ bên tai tôi, ma đạo hiện tại đã không cần đặt chân ở nhân gian nữa. Đạo Kim Ngao xuất thế rồi, không có, nhưng mà ma đạo chúng ta có được cả một quy khư, Nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Trương Hành, Đỗ Tử Nhân vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, ánh mắt không ngừng lập lòe Hiện tại nguy cơ của tôi đã được giải trừ, mà kết cục của Trương Hành lại khó tránh khỏi cái chết. Sau khi Trương Hành chết, Đỗ Tử Nhân tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của tôi và phong thập bát. Cuối cùng, U Minh Huyền Thủy Giao Long không thể chịu đựng được nhiều kiếm khí lưu hình hơn nữa, thân rồng dài hơn ngàn trượng ầm ầm nổ tung. Đồng thời, thân thể quỷ đế của Trương Hành cũng xuất hiện vô số vết nứt vết nứt vừa xuất hiện trước mắt đã phủ kín toàn thân. Vô số khí đen bốc lên từ thân thể hắn, mắt thấy đường đương là bác phương quỷ đế lại mất mạng dưới tay tôi, đỗ tử nhân đã chuẩn bị xong để liều mạng chạy trốn. Ngay tại khoảnh khắc cuối cùng khi thân thể quỷ đế của Trương Hành sắp nổ tung, một bàn tay trắng nõn như ngọc đột nhiên xuất hiện giữa không trung đặt lên đỉnh đầu hắn. chương 631, Vĩnh Viễn Không An nghỉ một Sau khi bàn tay đó của cửu u nữ đế đặt lên đỉnh đầu Trương Hành, khí đen trên người Trương Hành lập tức dừng lại, sau đó, vết nứt bên ngoài thân thể hắn bắt đầu liền lại. Hoàn toàn không ngờ đến, Cửu U Nữ Đế sẽ đột nhiên hiện thân. Chỉ cần chậm nửa bước nữa thôi, Bắc Phương Quỷ Đế Trương Hành của Âm Ty sẽ bỏ mạng ở nhân gian rồi. Hiển nhiên, Cửu U Nữ Đế không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra, cho nên bản thân bà ấy mới xuất hiện ở đây, dùng lực lượng thần thông vô hạn của Lục Đạo Luân Hồi giúp đỡ Trương Hành chữa trị thân thể quỷ đế sắp nát đến nơi này. Đợi đến khi vết nứt cuối cùng trên thân thể của Trương Hành liền lại, hắn vô cùng yếu ớt mở mắt ra thân xác trong mắt ảm đạm không còn chút ánh sáng nào nữa đỗ tử nhân người lập tức mang trương hành quay về âm ti cửu u nữ đế nói tuân chỉ thưa bệ hạ nói xong đỗ tử nhân niệm chú làm phép mở ra âm dương thế môn mang theo trương hành cất bước tiến vào sau khi hai người rời đi cửu u nữ đế mới quay người nhìn tôi đối mặt với bà ấy tôi và phong thập bắt cộng lại cũng không phải là đối thủ cửu u nữ đế là trí cường đạo tổ năm đó trong tam giới cũng chẳng có mấy người có thể cùng luận đạo với bà ấy hiện tại có lẽ đến một người cũng không có nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn ở vũ trụ hư không chẳng đạt được gì tiên đạo ngọc hoàng ngọc hoàng bá thề tuy rằng cường hãn nhưng mà thọ nguyên của hắn sắp đến cực hạn chiến lược đã không còn như năm đó cửu u nữ đế bởi vì tu hành đạo lục đạo luân hồi thọ nguyên so với bất kỳ một thiên tôn nào của đạo môn đều dài hơn còn có một nguyên nhân là vì bản thân cửu u nữ đế không dính nhân quả không vượt sát kiếp giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi tội càng sâu thọ nguyên càng ngắn vậy nên trong trận chiến phong thần người vướng phải sát nghiệp nhiều nhất cửu thiên huyền nữ mới phải từ bỏ thần vị trùng sinh ở nhân gian nhìn thấy cửu u nữ đế hiện thân nội tâm tôi ngổn ngang cảm xúc lần trước tôi gặp bà ấy bà ấy đã nói nhân quả giữa tôi và bà ấy đã cắt đứt lần này bà ấy đột nhiên hiện thân nếu như muốn ra tay với tôi tôi và phong thập bát đều khó tránh khỏi cái chết phong thập bát truyền ý chỉ của cô, bảo tam đại giám sát sứ nhanh chóng quay về âm ti. Cửu u nữ đế nói với phong thập bát, giải thích cửu u nữ đế tự xưng là cô. Hết giải thích, phong thập bát nhìn tôi thật sâu một cái, sau đó phi thân bay về phía cuộc chiến của thiên tôn ma đạo. Nếu như cửu u nữ đế thật sự muốn ra tay giết tôi, ngài ấy có ở đây cũng vô dụng. Sau khi phong thập bát rời đi, cửu u nữ đế nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt u minh đen xì như mực không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Tạ Lan, đưa kiếm của ngươi cho ta xem một chút. Được, tôi không hề do dự, trực tiếp đảo ngược thanh kiếm, đem chuôi anh hùng chi kiếm đưa cho bà ấy. Cửu u nữ đế đón lấy anh hùng chi kiếm, cẩn thận dò xét, sau đó duỗi ngón tay xẹt qua thân kiếm. Theo sau ngón tay trắng như bạch ngọc của bà ấy, ký hiệu quỷ kiếm trên thân kiếm từng chút một hiện ra, sáng lên, nhấp nháy ánh sáng âm u màu bích lam. Tôi biết rõ cô ấy đang tìm kiếm áo nghĩa của quỷ kiếm, lại chẳng dám nói hay làm gì hết. Cửu u nữ đế từng cứu mạng tôi, thân xác luân hồi ở nhân gian của bà ấy Phật ra lại có dây dưa sâu sắc với tôi. Không có bà ấy, tôi cũng không học được ma kiếm. Cửu u nữ đế cảm mộ một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng trả anh hùng chi kiếm lại cho tôi. Đây là kiếm của thiên đạo, bên trên khắc thái cổ tam kiếm đạo. Người có thể đem thanh kiếm này quay về nhân gian, nói rõ ma đạo đã hoàn toàn khống chế được quy khư. Cửu u nữ đế nói, tôi gật đầu, không hề phủ nhận, trong lòng đối với bà ấy lại càng hiếu kỳ hơn, bởi vì nghe cách nói của bà ấy thì có vẻ như bà ấy hiểu rất rõ về bí mật của quy khư. Nữ đế bệ hạ biết đến bí mật của quy khư, tôi hỏi, nếu không thì người nghĩ xem ma đạo tổ sư năm đó làm sao mà vào được quy khư. Khi nhắc đến ma đạo tổ sư, cửu u nữ đế liền lộ ra vẻ thẫn thờ. Ý của ngài là ma đạo tổ sư năm đó nhờ có sự nhắc nhở của ngài nên mới tìm được lối vào quy khư. Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn, trong tam giới chỉ có cô mới biết côn là dạng tồn tại kiểu gì, cũng chỉ có cô mới biết chỗ mà nó ẩn thân. Nữ đế bệ hạ có thể nói cho ta biết không? Tôi bất ngờ và hỏi. Vạn vật trong thiên hạ phụ thuộc vào dương ôm âm, côn thật ra không hề ở nhân gian. Cửu u nữ đế đáp, côn ở cửu u minh giới. Bắc thuộc huyền thủy, huyền thủy thuần âm, cái gọi là bắc minh chỉ chính là cửu u minh hải. Tôi đã hoang mang rất lâu nghĩ xem côn ẩn thân ở nơi nào, hiện tại cửu u nữ đế vừa nói, tôi mới đột nhiên thông suốt đạo tàng có mây, âm ti có biển, nước màu đen, nơi đó gọi là Minh Hải. Minh Hải rộng lớn bao la, đất liền của cửu U chính là đang lơ lửng bên trên Minh Hải, giống như nhân gian lênh đênh bên trên biển cả vô tận. Sở dĩ quy khư có thể hút vô vạn nước biển trong thiên hạ vào mà vẫn không đầy, nguyên nhân là vì nước biển mà nó hút toàn bộ đều chảy vào trong Minh Hải. Côn sinh tồn ở Minh Hải, nhưng mà huyền quan của nó lại ở biển cả vô tận. Côn dựa vào huyền quan và thân thể âm dương giao thoa, phun ra nuốt vào nước biển, nghịch loạn âm dương. Sau khi nói xong chuyện này, Cửu U nữ đế trả anh hùng chi kiếm lại cho tôi. Tuyết Dương đã sống lại rồi sao? Ừm, sau khi thời đại mạt pháp kết thúc, Ma đạo có dự tính gì? Cửu U nữ đế hỏi tôi. Chương 632, Vĩnh Viễn Không An Nghỉ 2. Ma đạo không có bối cảnh, không đủ sức tranh đấu với hai đạo nhân tiên. Lần này ta quay về nhân gian, thật ra là muốn đem toàn bộ đệ tử Ma đạo ở núi Tiểu Bạch vào quy khư. Ai mà ngờ đến, âm ti lại thừa dịp ta vào quy khư tìm cơ duyên mà đến tiêu diệt căn cơ của ma đạo ta. Lúc tôi nói những lời này, ngữ khí còn có vài phần phẫn nộ. Trận chiến ở núi Tiểu Bạch, ma đạo không hề chịu thiệt. Nếu như không phải cô đến kịp thì Trương Hành đã phải bỏ mạng tại nhân gian rồi. Đó cũng là do hắn tự làm tự chịu. Tạ Lan, người có biết rằng lần này cô đến nhân gian cũng vì có ý định muốn giết ngươi. Sự trưởng thành của ngươi khiến người khác quá kinh ngạc rồi, có vô số cơ duyên, đến cả kiếm của Thiên Đạo cũng rơi vào tay ngươi. Thêm một thời gian nữa, thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không kém hơn ông ấy năm đó. Tại sao nữ đế bệ hạ không động thủ? Thiên Đạo đã tiến vào kiếp số rồi, nếu như nữ đế giết tôi có lẽ cũng sẽ không phải chịu bất cứ trừng phạt nào đâu. Ha ha, cô không muốn giết ngươi, chỉ cần mệnh bàn sát phá lang chưa vỡ, cô sẽ không giết ngươi. Bất quá hiện tại người quản lý âm ty là Châu Khất, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay với các ngươi. Một trận chiến người giết hết 10 vạn âm binh của âm ti, giết tuần dương phán quan, về đi tu vi của tứ đại phán quan, đã trực tiếp và chan chát vào mặt của châu khất rồi. Một khi thời đại mạt pháp kết thúc, âm ti tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ma đạo ngươi. Nói xong, cửu u nữ đế liền rời đi. Sau khi giới môn mở ra, bà ấy đột nhiên quay người hỏi tôi, uy nhuy vẫn còn đó chứ? Con, đời này tuyệt đối sẽ không quên. Rất tốt, khó có được người trọng tình như vậy, không uổng công cô khổ tâm bồi dưỡng ngươi nhớ kỹ thiên đạo vốn không phải bị kiếp số vây lấy không ra được chỉ là hắn không muốn ra khi ván cờ này kết thúc chính là lúc thiên đạo quay về sau khi nữ đế rời đi hai trí cường thiên tôn của ma đạo là khổng tước minh vương và tiếu ca thiên tôn và cả phong thập bát đồng thời đến bên cạnh tôi tôi cho rằng chỉ có phong thập bát mới bị thương nặng lại không ngờ đến tiếu ca thiên tôn hồng y phiêu diêu lại còn bị thương nặng hơn cô ấy toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ nếu như không phải khổng tước thiên tôn có chiến lực vô song liều chết bảo vệ người yêu thì trận chiến này tiếu ca thiên tôn rất khó mà sống sót. Khổng tuyên bái kiến đạo tổ, khổng tước minh vương hành lễ với tôi, tiếu ca bái kiến đạo tổ, chúng ta vô năng, không thể bảo vệ đệ tử ma đạo ở núi Tiểu Bạch, xin đạo tổ trách phạt. Khổng tước minh vương nói, kẻ vô năng không phải hai người, là kẻ làm ma đạo tổ sư ta đây. Tôi nói, thời đại mạt Pháp đã sắp kết thúc, không biết đạo tổ có tính toán gì không? Khổng tước Minh Vương hỏi, ma đạo đã chinh phục được quy khư, mọi người không cần ở lại nhân gian nữa, đến Đông Hải đợi ta trước đi, sau đó ta sẽ dẫn đệ tử ma đạo ở núi Tiểu Bạch đến tụ họp với các người. Xin đạo tổ nén bi thương, Tiếu Ca Thiên Tôn mở lời an ủi tôi, nhưng hốc mắt lại ngập nước, cố nhẫn nhịn lắm nước mắt mới không rơi xuống. Đệ tử ma đạo coi trọng tình nghĩa nhất, không tước Minh Vương còn có thể chịu được đau thương trong lòng, Tiếu Ca Thiên Tôn dù sao cũng là nữ tử, cái chết của Bạch Hà Sầu, hách liên phong hậu và cả bắc minh tú thả chết chứ không chịu đầu hàng đã đủ để một thiên tôn rơi lệ. Thời đại mạt pháp không kết thúc, bọn họ không thể tùy tiện dính vào nhân quả ở nhân gian, cho dù có đau thương vì cái chết của đệ tử ma đạo cũng không thể tham gia vào điển lễ tôi tổ chức để tưởng nhớ, tế bái những anh linh đã tử trận. Sau khi đã phân phó xong, khổng tước minh vương và tiếu ca thiên tôn cùng nhau rời đi, phong thập bát theo tôi xuống dưới cử hành điển lễ tưởng nhớ, tế bái cho những anh linh đệ tử ma đạo. Sau khi phong thập bát ngưng tụ ra được thần cách của thái cổ phong ma, thần vị đã không còn thuộc phạm vi quản lý của thiên đạo nữa, có thể tự do ra vào nhân gian, chỉ cần không quá phận, chúng thần cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Quan trọng nhất là phong thập bát rất giỏi chạy, lần này là do bản thân ngài ấy không muốn đi, nếu không thì hai quỷ đế cũng không thể ngăn ngài ấy được. Từ trên không hạ xuống đất, cả tòa núi tiểu bạch nhuốm đầy đau thương. Trận chiến này, đệ tử ma đạo cuối cùng chỉ còn lại 3.700 người. Trong lúc tôi ở trên không chiến đấu với quỷ đế, Bắc Minh Tú đã an bài việc thu thập thi thể của đệ tử ma đạo tử trận. Người sống còn có thi thể để thu lại nhưng những đệ tử vong hồn kia thì đã hoàn toàn biến thành cho bụi. Nhìn mỗi một đệ tử ma đạo đều mang vẻ mặt tang thương, lòng tôi nặng nề hơn bao giờ hết. Bạch Hà Sâu tự hủy huyền quan mà chết, thi thể không còn, còn thi thể mà sư mẫu tôi để lại thê thảm đến mức tôi không dám nhìn. Tôi rút anh hùng chi kiếm ra cắm trên mặt đất, đối mặt với từng dãy từng hàng đệ tử ma đạo đang quỳ xuống hiện tại đã vào đêm, trên trời lại không có một ánh sao. Gương mặt tươi cười và âm thanh giòn giã nói chuyện khi xưa của họ hiện lên trong đầu tôi. Cờ chiêu hồn bên trong huyền quan càng nặng nề hơn trước đây. Khi mà tôi đang mặc niệm đau lòng, có hai âm nhân đệ tử mang theo một khối bia đá đi đến trước mặt tôi. Bia đá đã được khắc xong, đây là bút tích của Bạch Hà Sầu. Bên trên viết, không nên khóc lóc trước bia mộ của đệ tử ma đạo, bọn họ vẫn ở đây, bọn họ không bao giờ an nghỉ. Tôi biết câu này là Bạch Hà Sầu viết cho tôi, trước khi khai chiến ông ấy đã biết, đệ tử ma đạo ở núi Tiểu Bạch sẽ không đợi nổi đến ngày ma đạo tổ sư quay về từ Quy Khư. Đọc đến đây, nước mắt tôi rơi như mưa, phút chốc muốn dừng mà chẳng thể được. Chương 633: Quay về Quy Khư 1. Đệ tử ma đạo, Vạn Thế Thiên Hồng, tôi tự mình siêu độ cho những đệ tử ma đạo đã tử trận, lấy cờ chiêu hồn bên trong Huyền Quan ra để tế. Trận chiến này lệ khí quá nặng đệ tử ma đạo sau khi chết đều bị hồn phi phách tán không thấy vong hồn chỉ còn tàn hồn oán khí không tan biến đi mà ở lại nơi này cờ chiêu hồn vừa ra khỏi huyền quan cắm xuống đất liền bay phần phật trong gió oán khí của đệ tử ma đạo chết trận ở núi tiểu bạch mau chóng tiêu tán chỉ còn lại những hình bóng của ý chí anh linh thuần túy mơ hồ chui vào bên trong cờ chiêu hồn tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc nhưng họ đã không thể phản ứng lại với tôi nữa rồi đợi đến sau khi tất cả bọn họ đều vào bên trong thế giới của cờ chiêu hồn thì mới có thể thức tỉnh thần thức khi còn sống sau này sẽ mãi mãi ở lại chân không chi ra bên trong cờ chiêu hồn họ đi đến đâu lưu phong xương đỏ mắt hỏi tôi đệ tử vong hồn của ma đạo đã trực tiếp bị tận diệt những anh linh này phần lớn là ý chí của chiến sĩ thanh khâu hồ tộc nam thì anh tuấn nữ thì vũ nghị họ đã từng là phong cảnh yêu mỹ đẹp đẽ nhất của ma đạo tôi giờ đây cát về với cát bụi về với bụi cung vô danh tổ đình của ma đạo tôi nói chúng ta còn có thể gặp lại họ không lưu phong sương lại hỏi tôi có thể nhưng ta mong cô vĩnh viễn đừng gặp lại họ muốn gặp lại họ chỉ có thể chết đi rồi vào cờ chiêu hồn mà đây là chuyện mà tôi không muốn thấy nhất sau khi siêu độ xong tôi lại thu cờ chiêu hồn vào huyền quan sau đó ở trước mộ của nhóm người bạch hà sầu cáo biệt đệ tử ma đạo hợp tán dưới núi tiểu bạch dựng lên một tấm bia anh liệt nhìn từng cái tên quen thuộc trên bia anh liệt tất cả những người còn sống và tôi đều đứng đó trầm mặc không nói nên lời, toàn quân bi thương. Bạch Hà Sầu đi rồi, Phượng Lăng Nguyệt đi rồi, con cháu dòng chính duy nhất của Hách Liên Thiên Tôn cũng đi rồi. Lưu Phong Vũ đi rồi, tôi vẫn còn nhớ lúc ở chợ quỷ tôi đã gặp cậu ấy như thế nào, vẫn còn nhớ cảnh cậu ấy anh dũng giết địch trong mỗi một trận chiến của Ma Đạo. Chiến tướng của Ma Đạo đã ra đi rất nhiều, đệ tử Ma Đạo chỉ còn lại 3.700 người, trong đó có 3.600 là đệ tử vong hồn, đệ tử âm nhân với đệ tử thanh khâu hồ tộc cộng lại còn không đến trăm người. Nếu như tôi đến chậm thêm chút nữa thôi, kết quả cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Thời gian mà tôi hứa với hai đạo nhân, tiên là bảy ngày, hiện tại đã qua ba ngày. Không thể trì hoãn thêm nữa, sau khi chủ trì nghi thức tế lễ xong tôi liền dẫn đệ tử ma đạo vượt biển tiến về quy khư. Bắc Minh Tú thu hơn 3.600 đệ tử vong hồn vào bên trong long hồn hạo kỳ, những đệ tử còn lại thì trước tiên theo tôi đi đến Đông Hải, sau đó đốn gỗ đóng thuyền mượn nhờ gió của phong thập bát để di chuyển trên biển. Sau khi đã đi được một ngày, hội họp với hai đại trí cường thiên tôn của ma đạo trên không của biển cả vô tận, cùng tiến vào quy khư. Tính toán một chút thời gian thì vẫn còn hai ngày nữa, tranh thủ đi cả ngày lẫn đêm thì có thể vừa vặn tiến vào quy khư trước thời hạn bảy ngày. Tôi đứng ở đầu thuyền nhìn lại nhân gian, trong lòng còn rất nhiều nỗi lo lắng không buông xuống được. Tôi nhớ đến ba mẹ của tôi, nhớ đến anh trai, chị dâu, cháu trai, còn có tiểu anh linh được tôi đặt tên là Tạo Huẩn. Lần này sau khi vào quy khư, không biết ngày tháng năm nào mới trở ra. Sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc, không biết nhân gian sẽ xuất hiện biến cố kinh thiên động địa gì nữa. Khi thời đại mạt Pháp kết thúc cũng chính là lúc bắt đầu cuộc chiến loạn của tam giới. Tuy nói rằng hai đạo nhân, tiên mới là nhân vật chính của trận chiến này nhưng chiến cục chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn bên trong đạo môn, tam giới đều sẽ bị liên lụy, kéo vào và trận chiến phong thần sẽ lần nữa bắt đầu. Âm ti vẫn luôn dán chặt mắt vào nhân gian, ý đồ đem tất cả chúng sinh trong lục đạo kéo hết vào bên trong luân hồi. Thế lực của âm ti hiện tại đã vượt xa 3.000 năm trước, họ sẽ càng chủ động tham gia trận chiến ở nhân gian hơn. Chư thần xuất thế, thần ma loạn vũ, đại địa cửu châu chắc chắn sẽ lại nổi lên một lần sóng to gió lớn. Không thể nghi ngờ, tam giới lại bước vào thời đại mà anh hùng lớp lớp xuất hiện, nhất tướng công thành vạn cốt khô, cũng không biết phải tử thương bao nhiêu người, liên lụy đến bao nhiêu bách tính vô tội. Giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, trận chiến phong thần sẽ không tùy tiện liên lụy đến tính mạng của người phàm, chiến trường phần lớn đều sẽ tiến hành ở cổ địa, bí cảnh huyền quan, thế giới bên ngoài, nhưng mà nhân gian nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn, còn về việc ảnh hưởng lớn bao nhiêu thì không ai có thể đoán trước được. Ảnh hưởng lớn nhất chính là diệt thế, giống như hồng hoang thời thượng cổ, sau khi thủy thần cung công chiến đấu với vạn tộc liền dẫn phát ra đại hồng thủy diệt thế. Đây không phải là không có khả năng, thiên đạo muốn chấm dứt bàn cờ này, chúng sinh đều phải vì vậy mà trả giá. Trên thuyền, tôi giới thiệu đơn giản về tình huống ở thế giới quy khư với đệ tử ma đạo. Mọi người nghe đến không ngừng thổn thức, cảm thán một hồi lâu. chương 634, quay về quy khư 2. Khổng tước minh vương chiến lực vô song, tiếu ca thiên tôn vũ mị đa tư, tuy rằng đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt họ nhưng mà họ đã âm thầm bảo vệ tôi rất nhiều năm. Họ là thiên tôn kề vai tác chiến với đạo tổ, cũng là những nguyên lão còn lại của ma đạo tôi họ đã nhìn qua quá nhiều chuyện sinh tử, chứng kiến ma đạo quật khởi rồi diệt phong. Ba ngàn năm mặt Pháp, họ yên lặng ở trên cao canh gác, không nhập bích lạc không vào hoàng tuyền, vẫn luôn chờ đợi một ngày ma đạo tái khởi. Trong lúc trò chuyện cùng họ, tôi biết càng nhiều chuyện liên quan đến ma đạo tổ sư, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, tham lang hộ Pháp Thiên Tôn hơn, biết được lưu phong Thiên Tôn làm thế nào để thống lĩnh yêu tộc trong thiên hạ vì ma đạo vào sinh ra tử. Biết được hách liên thiên tôn dùng cái dạng ý chí hang hái thế nào để chỉ trích phương tù, nói đến cái chết của tả phó tham quân bạch hà sầu mọi người lại chìm vào tang thương mà khi nói đến lưu phong thiên tôn lưu phong xương lại đỏ mắt lần nữa mà đạo tổ sư đã hóa thân thành hy di đồng quy với đất trời rồi nhưng mà chúng tôi đều cảm thấy ngài ấy chưa từng rời đi vẫn luôn tồn tại ở đây với chúng tôi quỷ thần minh minh tự tư tự lượng tiền bất kiến cổ nhân hậu bất kiến lai giả niệm thiên địa chi u u độc sản nhiên nhi khấp hạ tức là trước không thấy người xưa sau không thấy kẻ đến, nói đến thiên địa âm u, chỉ vì bi thương mà lệ rơi. Đêm đến, đêm lạnh như nước, Lưu Phong Sương lòng đầy tâm sự, đứng ở sau thuyền, cô ấy đang nhớ đến chiến sĩ Thanh Khâu Hồ tộc chết trận, cũng đang nhớ đến tộc nhân Thanh Khâu Hồ tộc vẫn còn ở Hàn Hoang. Bắc Minh Tú đứng bên cạnh cô, y phục đen tóc đen kiếm đen, nhìn vào toàn là sát cơ lạnh lẽo, hiện tại lại lộ ra vẻ dịu dàng cực kỳ hiếm thấy. Trận chiến ở núi Tiểu Bạch, Bắc Minh Tú đơn độc chiến đấu 7 ngày, trong lúc ôm đồm hết tất cả tội lỗi giết chóc đồng thời cũng đã thể hiện ra khí khái anh hùng của nam nhân. Mà Lưu Phong Sương ở trên chiến trường anh tư tác sảng tức là tư thế hiên ngang oai hùng cũng khiến người khác cảm thán truyền thừa của Lưu Phong Thiên Tôn vẫn còn. Bác Minh Tú đã cô độc rất nhiều năm, thân thể vong hồn, tự nhốt mình vào bên trong núi Thái Âm. Cả ngày tu hành tử nhân kinh và quỷ kiếm, trừ kiếm ra thì trong lòng hắn chỉ có ma đạo. Hiện tại, trong lòng hắn lại có nhiều thêm một người, người này chính là Lưu Phong Sương không có ai kiên cường được như cô ấy, nhìn thấy máu tươi đầm đìa của tộc nhân, không lùi bước không tuyệt vọng, chảy máu không chảy lệ. Khoảnh khắc khi Lưu Phong vỗ chết trận, lông mày của cô ấy đều không hề nhíu lại, vẫn anh dũng giết địch, dùng loan đao trong tay lấy đi từng cái mạng của âm binh quỷ tướng. Đến khi trận chiến đã kết thúc thì mới biết được lòng cô ấy đau thương đến nhường nào. Mới biết rằng không phải cô ấy không có nước mắt, chỉ là không muốn để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt kẻ địch. Khí khái anh hùng của Bắc Minh Tú đã chinh phục được trái tim của Lưu Phong Sương, cũng giống vậy, sự kiên cường của Lưu Phong Sương cũng đã khiến Bắc Minh Tú động tâm. Bọn họ đã gặp nhau từ sớm, nhưng sau trận chiến ở núi Tiểu Bạch mới bắt đầu quan tâm nhau. Khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hương sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cừu. Tức là ai nói ta không có y phục mặc, ta cùng người mặc chung chiến bào, quân vương xuất binh đánh trận, chỉnh lý thương mâu cho ta, ta cùng người kể vai giết địch. Trên thế gian có rất nhiều loại cảm tình, tình cảm trải qua sinh tử và có cùng chung kẻ địch là đáng chân quý nhất. Khổng tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn chính là một đôi đạo lữ như vậy, hai đại sát thần cũng vậy, còn có A Lê và Ngạo Phong, hiện tại tôi lại nhìn thấy giữa Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương một tình cảm giống vậy. Tôi và Thùy Hỏa không phải cũng vậy sao? Đệ tử ma đạo có tình có nghĩa, có máu có thịt, chỉ hận thiên đạo bất công với ma đạo tôi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đệ tử ma đạo chỉ có thể bộc lộ nỗi lòng trên chiến trường, Giữa thời khắc sinh tử phong hoa tuyết nguyệt hiện ra hết lần này đến lần khác. Ma đạo cần phải nghỉ ngơi rồi, hy vọng Quy Khư có thể cho chúng tôi bình yên trong phút chốc. Nghĩ đến Thủy Hỏa, tôi với cô ấy kết hôn đã 10 năm rồi. 10 năm này tôi từ non nớt đến thành thục, cô ấy từ âm hồn đến tử thần. May mắn là, chỉ cần chúng tôi còn sống, tâm ý đều sẽ không thay đổi một chút nào. Hai ngày sau, chúng tôi đã đến trước cửa thế giới Quy Khư. Đại quân của hai đạo nhân, tiền đã rời đi hơn phân nửa quay về nhân gian chuẩn bị cho thời đại mạt pháp kết thúc số còn lại thì ở đó tiếp tục chờ đợi mộ dung nguyên duệ là đạo tổ tương lai của tiên đạo tạ lưu vân cũng là trụ cột không thể thiếu của nhân đạo trong tương lai họ không dám có một chút thả lỏng nào không chỉ trên biển có bố trí binh lực mà ở chỗ cực cao trên trời kia cũng có thần minh thiên tôn thủ hộ nhìn thấy chúng tôi họ lần lượt đưa mắt qua đồng thời trên chín tầng trời cũng có thần niệm truyền xuống đây trên cửa thế giới viết bốn chữ lớn quy khư ma đạo Hiện tại, lực lượng của ma đạo đã hoàn toàn rút khỏi nhân gian, đợi sau khi tôi tiến vào quy khư, thì cánh của thế giới này chính là tồn tại duy nhất của ma đạo ở nhân gian. Tôi đứng bên ngoài cửa thế giới, lưu chuyển thần niệm dùng anh hùng chi kiếm mở ra cửa thế giới, sau đó dẫn theo mọi người bay vào quy khư. chương 635, Mạt Pháp kết thúc một Cổng giới mở ra, chúng tôi một bước tiến vào quy khư. Đối diện với phía trước là quân trận của đệ tử ma đạo trong quảng trường của chính điện, bốn vạn dũng sĩ mộc tộc, Năm 000 liên quân của tộc Tương Liễu cùng bộ tộc Đông Di. Ma đạo vẫn chưa chính thức truyền đạo ở Quy Khư, những người này là đệ tử có được của ma đạo tôi tại Quy Khư. Phía trước quân trận, Thùy Họa đứng ở chính giữa. Cô mặc trên người một bộ trọng khải hàn thiết mà sau này tiên đạo tặng cho, trên trọng khải không có băng phách, nhưng thần uy của tử thần vẫn không bị giảm đi chút nào. Hàn thiết phát quan cài giữ bộ tóc tràn đầy sức sống, hồng nhan tóc trắng, trông lãnh đạm và nặng nề vô cùng. Khương Tuyết Dương đứng bên phải cô, chiếc áo choàng đạo bào thanh liên đầy vẻ cổ kính, đôi mắt cô ấy sáng ngời. Kiêm Hà đứng ở phía bên trái của Thùy Họa, với chiếc đạo bào rộng màu đen và phần eo tùy ý buộc lại, thể hiện ra tư thế mị hoặc và quyến rũ của Huyễn Ma. Phía sau bọn họ, A Lê không còn là cô bé non trẻ như trước với khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Thần, thần tính được bộc lộ rõ nét. Ngạo Phong cũng có thêm đôi chút cứng rắn của một nam tử trưởng thành, không còn là một cậu bé non nớt ở thiên trì nữa bạch vô nhai và lâm thanh thủy sóng vai cạnh nhau vẻ mặt nghiêm túc phía sau đó nữa liễu chi nhung đứng trước quân trận của tộc tương liễu im lặng như một pho tượng nữ thần đại tu trưởng mộc tộc chỉ huy bốn vạn dũng sĩ mộc tộc thế đứng nghiêm trang tộc trưởng của tộc đông di cũng trông rất nghiêm túc ở giữa quảng trường thần điện là đại quân ma đạo tôi bên trái là đại quân của nhân đạo do tạ lưu vân chỉ huy phía bên phải là đại quân tiên đạo do mộ dung nguyên duệ chỉ huy trước khi bước vào quy khư mỗi nhà trong hai nhà họ có ba vạn người, nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn hai vạn một chút. Tinh thần xa sút tất cả quân uy đã bị ma đạo chiếm hết. Quy khư hiện tại là tổ đình của ma đạo, khách không áp chủ. Thấy chúng tôi xuất hiện, đại quân ma đạo đều hớn hở lên. Chỉ chờ Thùy Hỏa hạ lệnh, nghênh đón ma đạo đệ tử nhân gian về nhà. Nhưng Thùy Hỏa vẫn cứ trần trừ không mở lời. Thùy Hỏa không nói gì, Tuyết Dương cũng vậy. trầm mặc một lát, Thùy Hỏa giơ tay phát quân lệnh, toàn quân lui về 30 trường. Các đệ tử ma đạo của Quy Khư tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ vẫn tuân theo quân lệnh, rút lui một khoảng 30 trượng một cách trật tự. Sau khi họ rút lui 30 trượng, bên trong quảng trường thần điện trống ra khoảng đất. bắc Minh Tú bước lên phía trước, quỳ một gối xuống, bốn lá long hồn hảo kỳ trên lưng bắt đầu giải phóng, ba ngàn vong hồn đệ tử còn sót lại cùng nhau hiện thân. Lần này, các đệ tử ma đạo của Quy Khư thậm chí còn kinh ngạc hơn, có rất ít vong hồn ở Quy Khư. bắc Minh Tú bái kiến lâm tướng quân, xin thỉnh tội với lâm tướng quân. Bắc Minh Tú lớn tiếng nói, Thùy Hỏa im lặng, hỏa diễm bích la trong mắt bắt đầu bùng cháy dữ dội. Sau một lúc lâu im lặng, cô ấy hỏi, Bắc Minh tướng quân, chỉ còn lại bọn họ thôi sao? 30 vạn đại quân âm ti vây công núi Tiểu Bạch, năm đại phán quan dẫn đội, thuộc hạ bất tài, không bảo vệ được tính mạng cho họ. Người không có tội, người có tội là ta. Nói xong, Thùy Hỏa tiến lên một bước, đỡ Bắc Minh Tú từ dưới đất đứng dậy, hướng về ba ngàn vong hồn đệ tử nói các ngươi có từng hối hận khi gia nhập ma đạo không? Ba ngàn vong hồn đệ tử đồng thanh đáp, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. Cũng giống như vực Nam Hải Anh Liệt Nam đó vậy, song âm từ phía trước truyền đến, sau câu khẩu hiệu quen thuộc này, các đệ tử ma đạo quy khư rốt cuộc cũng hiểu được lai lịch của ba ngàn vong hồn này rồi, đại quân đồng thanh nói, đệ tử ma đạo, hoan nghênh trở về nhà. Việc ma đạo gặp lại nhau, trở về tổ đình là điều đáng mừng, nhưng cảnh tượng bày ra trước mắt này lại khiến không ít người rơi lệ. Khương Tuyết Dương và Thủy Hỏa có ký ức về Tham Lang hộ pháp Thiên Tôn và Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn, vì vậy họ đương nhiên nhận ra Khổng Tước Minh Vương cùng Tiếu Ca Thiên Tôn, bốn người họ gặp nhau, mỗi người một nỗi lòng. Phong Thập Bát từng rất đau buồn trước cái chết của Tuyết Dương, lần này cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp lại đồ đệ thân yêu của mình. Cái chết của Bạch Hà Sầu và vợ ông ấy không chỉ khiến tôi đau lòng mà Thùy Hỏa cũng buồn thương, không có Bạch Hà Sầu thì sẽ không có nhân duyên giữa tôi và cô ấy. Người chết thì là vậy, đau buồn chỉ có người sống mới có thể từ từ giải thoát. Giống như Bạch Hà Sầu đã viết trong văn bia, đừng khóc trước bia mộ của ta, ta không ở đâu cả, ta chưa bao giờ rời đi. Khi ma đạo trở về, nhân đạo và tiên đạo sẽ phải rời đi. Tôi lại mở cổng giới và tiến hai đại quân rời khỏi quy khư. Nhân đạo rời đi trước, tạ Lưu Vân cùng tôi từ biệt, vẻ mặt nghiêm trọng nói, tạ Lan, trong cuộc chiến trên bàn cờ, mà đạo không thể tránh khỏi được đâu, ta và ngươi rồi cuối cùng cũng sẽ gặp nhau trên chiến trường. Ừ, ta nhất định sẽ không nương tay với ngươi. Tôi đáp, ta cũng vậy, mạng của tôi đã bị tạ Lưu Vân đánh cắp từ trước khi được sinh ra, đây cũng là khởi đầu cho cơ duyên của tôi trong một đời này. Từ góc độ này mà nói, trên thực tế, tạ Lưu Vân là người đầu tiên thực sự mở ra số mệnh của tôi. Nói cách khác, cơ duyên một đời của tôi cũng đến từ việc năm đó ông ta trộm mạng nếu không phải ông ta trộm mạng, mệnh cách thất sát đã không rơi trên người tôi, sau đó cũng sẽ không có chuyện gì xảy đến với tôi. Nhìn thấy tạ Lưu Vân sắp rời khỏi quy khư, lần nữa gặp nhau là trên chiến trường, tôi lại muốn làm rõ chuyện này. Tạ Lưu Vân, có một vấn đề đã làm ta thắc mắc trong một thời gian dài. chương 636, Mạt Pháp kết thúc 2. Vấn đề gì? Tạ Lưu Vân hỏi, năm đó trộm mạng thực sự chỉ vì ta dám ra đời ngay mùng một tháng riêng âm lịch thôi sao? Khi lúc đầu tôi hỏi ông ta, ông ta nói rằng trách thì trách tôi sinh ra vào ngày sau thiên tặc trực, cho dù ông ta không cướp mạng tôi, Bạch Hà Sầu vẫn sẽ âm mưu tính kế tôi. Ông ta vừa hay trộm mạng của tôi trước Bạch Hà Sầu, mà sau đó Bạch Hà Sầu đã vô tình trộm được mệnh cách thất sát cho tôi. Nhưng lần này tôi hỏi ông ta, mặc dù là cùng một câu hỏi, nhưng bản chất của câu hỏi đã thay đổi rồi. Điều tôi muốn hỏi là mạng của tôi đến từ đâu và tại sao tôi lại sinh ra vào ngày đó. Trên đá tam sinh không có kiếp trước của tôi, ngay cả cửu u nữ đế cũng không nhìn thấu được, giống như năm đó bà ta không thể nhìn thấu ma đạo tổ sư vậy. Vấn đề này, đừng nói là ta, ngay cả thiên đạo cũng không thể cho ngươi câu trả lời. Ý ngươi là sao, chỉ dẫn vận mệnh vô định, ai có thể giải thích được chứ? Nói xong, tạ Lưu Vân bước vào cổng giới, bóng ảnh chập chờn từ đó rời khỏi quy khư. Sau khi người của nhân đạo rời đi, tiên đạo cũng rời khỏi quy khư. Mộ Dung Nguyên Duệ là người cuối cùng rời đi, tôi biết cô ấy có gì đó muốn nói với tôi tôi tặng anh ừm trên vùng đông hải lam dược cửa kình của nhân đạo đã hướng về phía nhân gian đại quân tiên đạo cũng đều xếp hàng trên long quy mộ dung nguyên duệ và tôi từ biệt nhau trên biển nhìn khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của cô ấy nghĩ đến tình ý giữa chúng tôi lòng tôi bùi ngùi không thôi anh có gì muốn nói với tôi không mộ dung nguyên duệ hỏi không có được tôi cũng không thật ra chúng tôi đều có rất nhiều điều muốn nói với nhau nhưng chỉ có thể im lặng trầm mặc một hồi Mộ Dung Nguyên rể cáo từ rời đi, khi cô ấy vừa quay người đi, sâu tận đáy lòng tôi có một luồng thần niệm truyền âm vang lên. Song tưởng lãng hoa bình, giáp ngạn thanh sơn tỏa, nhĩ tự quy ra ngã tự quy, thuyết chứ như hà qua. Ngã đoạn bất tư lượng, nhĩ mạc tư lượng ngã, tương nhĩ tòng tiền giữ ngã tâm, phó giữ tha nhân khả. Dịch nghĩa, sóng xô êm đềm, giữa đôi bờ là ngọn đồi xanh ngắt. Người tự quay về tôi cũng tự về, nói thế nhưng phải trải qua thế nào đây? Ta không nghĩ về người, người cũng chưa nghĩ về ta nữa. Tình cảm giữa đôi ta trong quá khứ, hãy cứ trao lại cho người khác. Âm ti, bên bờ sông Vong Xuyên, đá tam sinh. Vào khoảnh khắc dùng thần niệm truyền âm của mộ dung nguyên duệ, sợi dây nhân duyên giữa tôi và cô ấy đã đứt rồi. Sau khi nhìn mộ dung nguyên duệ rời đi, bóng dáng cô hòa vào biển trời, tôi quay lưng lại và bước vào quy khư. Thời đại mạt Pháp đã kết thúc, kết thúc là vì tạ Lưu Vân, do ông ta là người đầu tiên trong nhân gian chứng thiên tôn. Tiếp đó, tam giới sẽ xảy ra nhiều sự biến hóa, chư thần bình phàm ở nhân gian thi triển thần tích. Nhật, Nguyệt, sao trời không còn ảm đạm, không phát sáng nữa, tượng thần trong các đạo quán khoác lên mình một dung nhan mới chỉ sau một đêm. Người xưa có câu, trên đầu ba tắc có thần linh, nay thần linh đã xuất hiện trong nhân gian rồi. Không chỉ thiên tôn hạ giới, thần linh dáng thế, mà thoát khỏi xiềng xích còn có âm linh tà khí cùng yêu ma quỷ quái trên nhân gian. Chúng bắt đầu hoành hành khắp nhân gian, gây loạn cho dân sinh, tạo đủ loại thảm họa khí số của nhân tộc suy giảm nhanh chóng, tam giới đồng thời can thiệp vào nhân gian, tái hiện trận chiến phong thần vào 3.000 năm trước ở nhân gian. Nhân đạo, hàm cốc quan, đạo đức thiên tôn ra khỏi động lão quán, lấy lại quyền chấp trưởng tổ đình của nhân đạo. Tạ Lưu Vân quý vị, trình lên ý chí của cung công trong cờ chiêu hồn, sau đó, khí số của nhân đạo ngay lập tức tăng lên nhiều lần. Đầu mẫu nguyên quân bổn tôn dẫn 36 vị lôi tướng của lôi bộ đến hàm cốc quan, sau đó là ngũ phương ngũ lão, ngũ khí chân quân, tứ đại nguyên soái đông vương công và tây vương mẫu cùng chúng thần khác đến hội họp lữ thuần dương hỏa long chân nhân cửu đại hộ pháp thiên tôn cùng thiên tôn mạnh nhất của nhân đạo và lớp thế hệ sau như trương đạo lăng cát hồng vương trùng dương trương tam phong lưu bá ôn hứa tinh dương cùng vài chục thiên tôn tinh nhuệ đến bái kiến nhân đạo tổ sư cộng thêm 36 động thiên động chủ hàm cốc quan hàng triệu tinh anh của nhân đạo đều được tập hợp trong một ngày nghe vị y hề phong vi mã vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ hổ cổ sắt hề loan hồi xa tiên tri nhân hề liệt như ma dịch là cầu vồng làm áo gió làm ngựa thần mây bời bời bay xuống cọp gải đàn loan kéo xe người tiên đông như cỏ gai không chỉ mây gió hội tụ ở hàm cốc quan mà các đạo quán nhân gian cũng tề tựu anh tài khí số sung thiên đạo chính nhất núi long hổ toàn chân giáo núi trung nam phái mao sơn của mao sơn chân võ giáo núi võ đang và phái lao sơn có hàng chục ngàn giáo chúng cùng lúc hướng về hàm cốc quan để tế bái đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Ba ngàn năm mặt Pháp đã đến hồi kết thúc, đã đến lúc đệ tử nhân đạo phải đến nhân gian để truyền bá giáo lý rồi. Đạo Đức Thiên Tôn truyền âm bằng thần niệm, âm thanh di chuyển theo mọi hướng và vang vọng khắp tam giới. Phàm là âm linh tà khí, yêu ma quỷ quái sau khi nghe giọng của Đạo Đức Thiên Tôn cũng đều bất giác run sợ. Nhân đạo nhập thế, nghĩa là họ sẽ trải qua lễ rửa tội bằng mưa máu. Trừ ma vệ đạo, trừ khử tất cả dị loại là thiên chức của đệ tử nhân đạo. Chỉ là lần này bọn họ là hạng trang vô kiếm, ý tại bái công, cái mà bọn họ thực sự muốn diệt trừ chính là tiên đạo của nhân gian. Trận chiến cuối cùng trên bàn cờ dẫn phát trận chiến phong thần sẽ được bắt đầu bằng cuộc tranh đấu của nhân, tiên hai đạo trước. chương 637, nửa khắc an yên một Một thời đại đã kết thúc, tiên đạo phản ứng không chậm hơn nhân đạo là bao, thiên đình tiên đạo ngọc hoàng tái xuất. Vào ngày thứ hai sau khi mộ dung nguyên duệ về lại nhân gian, phi thăng thiên đình, yết kiến ngọc hoàng đạo tổ, giành lại quyền chỉ huy quân đội của đại quân tiên đạo. Bảo điện lăng tiêu, chúng thần tề tựu, bắc cực tử vi đại đế, nam cực trường sinh đại đế, tây cực câu trần đại đế, đông cực thanh hoa đại đế, cửu thiên đảng ma tổ sư cùng các thiên tôn kỳ cựu khác dẫn đầu, trong số đó có bắc cực tử vi đại đế đã thành công thăng lên cấp bậc đạo tổ, trong tiên đạo thì chiến lực chỉ xếp sau Ngọc Hoàng. Tứ trực công tào, ngũ đầu tinh quân, thái dương tinh quân, thái âm tinh quân, trực nhật thần, trực thời thần, tứ hải long vương, cửu diệu tinh quan, ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp, nhị thập bát tinh thú, lục thập giáp tử thần, chúng thần trên trời phần lớn đã cống hiến sức lực cho tiên đạo. Trong những thần linh này, rất nhiều vị là tân phong, cả chư thần của âm ti và nhân đạo cũng thế. Khi ấy trận chiến phong thần nổ ra, có vô số thiên tôn của nhân, tiên hai đạo mất đi, đây có thể gọi là hoàng hôn thực sự của các chư thần. Luận thần vị và sức chiến đấu đỉnh cao, so với nhân đạo, thì tiên đạo vẫn chiếm ưu thế. Mộ Dung Nguyên rợi lần này trở về, đã khiến cho đại quân của tiên đạo có sự thay đổi về chất. Tuy nhiên, thế mạnh của nhân đạo nằm ở sự may mắn, ở những đệ tử thế gia và những tài năng của hậu thế. Sau 3.000 năm, tiên đạo vẫn là binh lực như cũ, nhưng nhân đạo đã trẻ hóa sinh cơ. Chúng thần tuy có nhiều, Âu cũng không bằng lòng người. Trận chiến phong thần lấy nhân gian làm chiến trường, thứ nhân tâm hướng đến mới chính là nơi thế cục đi về. Sau khi thiên đình hoàn thành việc điều chỉnh hệ thống quân sự, Mộ Dung Nguyên Duệ đem theo thần tướng thiên tôn được chọn ra để tỏa chấn tổ đình côn lôn. Giờ phút này, thời đại mạt Pháp vừa mới kết thúc, thế cục hỗn loạn ở nhân gian còn chưa phân định. Giết chóc là nguồn gốc của tội lỗi, tranh đấu nổ ra kịp lúc thì sẽ không bắt đầu tại nhân gian, mà xu hướng thường sẽ chiến đấu ở cổ địa ngoại phương, hoặc là các loại bí cảnh địa phương. Nhân đạo có 36 động thiên, tiên đạo có 72 phúc địa. Động thiên và phúc địa cũng đều là những vùng cổ địa không liên quan đến nhân gian, Trận tranh đấu giữa Nhân Tiên ắt sẽ diễn ra tại một trong các động thiên và phúc địa. So với sự chuẩn bị trên quy mô lớn cho trận chiến giữa Nhân đạo và Tiên đạo, thì Âm Ti lại có vẻ rất bình tĩnh. Nơi Cửu U Cực Hàn, Thần Điện Cửu U, Cửu U Đại Đế đương nhiệm Châu Khất đã đến bái kiến Cửu U Nữ Đế, Nữ Đế hiện thân và trao cho Châu Khất hoàng quyền, hổ phù Âm Ti cho phép hắn ta điều động tất cả chư thần trong Âm Ti ngoại trừ 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục là những nơi quan trọng nhất của Âm Ti. Mỗi một tầng địa ngục là một thế giới của Huyền Quan. Bên trong đang nhốt vô số đại ma đầu hung tàn cùng cực, chúng cần được trọng binh canh giữ, địa tạng vương thiên tôn bổn tôn luôn ngồi trong 18 tầng địa ngục nửa bước không rời, thậm chí trận chiến phong thần năm đó ông ấy cũng không tham dự. Châu Khất đã được hoàng quyền, hổ phù âm ty, từ nay trở đi, tất cả binh quyền của âm thi đều nằm dưới sự điều động của hắn ta. Hắn vốn là vị quỷ đế trung ương mạnh nhất, sau khi có được hoàng quyền hổ phù, sức mạnh của hắn lại tăng lên không chỉ toàn bộ âm ty lấy hắn để tôn kính mà ngay cả âm thần trong toàn bộ cửu u minh giới cũng phải tuân theo mệnh lệnh của hắn ta cửu u minh giới âm thần rất nhiều có không ít vị thần có tu vi thiên tôn ví dụ bốn vị âm thần như tây minh vương nam minh vương đông minh công bắc minh công đều có sức chiến đấu của thiên tôn mạnh nhất hiện giờ sức mạnh chiến đấu đỉnh cao của âm ty bao gồm ngũ phương quỷ đế tứ đại âm thần nhân gian đạo ngã quỷ đạo địa ngục đạo tam đại giám sát sử thần sông vong xuyên tổng binh hoàng Tuyền phủ, thành chủ phong đô cùng các vị với lực chiến thiên tôn mạnh nhất, cộng thêm một chiến lực thiên tôn hoàn toàn mới do chứng đạo huyết hải phù đồ, với cả các tinh nhuệ dưới chướng ngũ phương quỷ đế, chiến lực hoàn toàn vượt xa nhân, tiên hai đạo. Quan trọng nhất là, âm ti chưa bao giờ thiếu đi âm binh quỷ tướng, trên đời không hề có trường sinh quyết, thiên tôn cũng có thọ nguyên, chỉ cần có sinh tử, âm ti sẽ không thiếu vong hồn. Mặc dù âm ti có nhiều tướng lĩnh và được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trong thời gian ngắn này châu khất không có kế hoạch điều quân đến nhân gian cuộc chiến phong thần lần này bắt đầu từ nhân tiên hai đạo âm ty sẵn sàng làm như ông đắc lợi không phải tất cả các đệ tử đạo môn đã chết trong trận chiến đều có tư cách quay về tổ đình để niết bàn trùng sinh trong nhân gian phần lớn họ sẽ đến âm ty để báo cáo cuối cùng trở thành nguồn lực chiến đấu của âm ty sự thù hằn giữa âm ty và nhân tiên hai đạo cũng không sâu sắc không cần phải vội vàng đem quân đến nhân gian sự sỉ nhục của bọn họ chủ yếu đến từ ma đạo, khi ma đạo tổ sư tử trận trên vực trả hồn cũng kéo không ít thiên tôn của âm ti làm bia đỡ, không biết đã hủy đi bao nhiêu hình thái địa giới của âm ti. Sau đó, phá quân sách đao xuống âm ti, một đao quy nguyên tịch tà cắt đứt sông vong xuyên, xả nước làm ngập lụt hầu hết âm ti, thậm chí còn mang đến một kiếp họa cho âm ti. Hận xưa chưa quên, ba ngàn năm sau lại thêm mối nhục mới. Trong trận âm sơn, vương chân nhân bị giết và 10 vạn âm quân bị tiêu diệt. Trong trận núi Tiểu Bạch, tứ đại phán quan bị phế tu vi, tuần dương phán quan bị giết, thập đại âm soái tam thập lục quỷ tướng cũng đều bị thay thế, 30 vạn âm quân trở về chỉ một ít. Sự tức giận của Châu Khất chỉ có thể chút vào ma đạo, điều đáng hận là ma đạo rút lui khỏi nhân gian và trốn vào quy khư Đông Hải. Quy khư được hóa thành từ huyền quan của côn, cứng cáp không dễ bị phá hủy, chỉ cần ma đạo không ra khỏi quy khư, thì âm ti sẽ không thể rửa nhục được. Mà nếu bọn họ muốn tấn công giới môn, hiện tại thời đại mạt Pháp vừa mới kết thúc, thế cục chưa định, âm ti cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Ma đạo là một đám người điên, ai biết đằng sau cánh cổng giới ẩn chứa loại sát khí gì. Trong quy khư cơ duyên vô vàn, từ miệng của nhân, tiên hai đạo biết rằng nguyên phượng tổ sư cũng đã gia nhập ma đạo. Ban đầu, một đảo kim ngao cũng đã trôn vùi không biết bao nhiêu người, quy khư dễ phòng thủ, khó tấn công, còn kiên cố hơn cả đảo kim ngao. chương 638, nửa khắc an yên khai. Còn về bản thân côn, sau khi trao quy khư cho ma đạo bổn tôn đã trốn vào trong minh hải không tham gia vào cuộc tranh đấu của tam giới mục tiêu của nó chỉ có thiên đạo trong sự hỗn loạn của tam giới ma đạo trốn vào một góc hưởng thụ sự an yên trong khoảng thời gian ngắn thiên đạo lấy vận mệnh làm bàn cờ lấy vạn vật làm con cờ bắt đầu trận chiến tam đạo tái diễn trận chiến phong thần ma đạo có thể trốn một hồi không thể trốn được cả đời bởi vì ma đạo cũng cần phải truyền đạo sơ tâm ban đầu của ma đạo tổ sư là muốn chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Giáo lý là cốt lõi của ma đạo, chúng tôi có thể nhu nhược và trốn tránh tạm thời, nhưng không thể mãi mãi trốn trong quy khư được, nếu không, tôi cũng sẽ không còn mặt mũi nào để kế thừa truyền thừa của ông ấy và trở thành ma đạo tổ sư của hôm nay. Huống chi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thiên đạo cũng không cho phép ma đạo cứ quan sát ngoài cuộc mãi như vậy được. Cửu U Nữ Đế từng nói, nếu như thiên đạo không xuất thế, là bởi vì ông ta không muốn, không phải ông ta không thể một khi xuất thế chỉ dựa vào một mình quy khư thì không thể bảo vệ ma đạo được muốn tiếp tục tồn tại ma đạo phải có thực lực nghịch thiên cải mệnh mà sức mạnh chỉ có thể được cải thiện và tôi luyện trong những trận chiến không hồi kết vậy nên sự bình yên của chúng tôi chỉ là tạm thời mà chính vì thế nên nó càng quý giá hơn sau khi cử thiên phong chủ phong thập bát đến quy khư điều đầu tiên tôi làm là phong thần cho ngài ấy giống với a lê ngài ấy ngưng tụ ra thái cổ phong ma nhưng không có thần vị tương ứng thái cổ phong thần, thần vị không hề dưới thiên đạo, thần vị này trong tam giới không ai dám phong, chỉ có ma đạo tổ sư mới dám nghịch thiên mà thôi. Sau khi có được thần vị của thái cổ phong thần, phong thập bát chính thức thoát ly với hệ thống tu luyện của đạo môn, điều này cũng đánh dấu rằng ma đạo của tôi đã có được chiến lực của một đạo tổ khác. Cho đến nay, ma đạo tôi với lực chiến cao cấp không có trong hệ thống tu luyện của đạo môn đã sở hữu được 6 người, lần lượt là thái cổ tử thần minh giới thủy họa, huyễn ma kiêm hà, thái cổ phong thần phong thập bát, Thái Cổ Nguyệt Ma A Lê, Nguyên Phượng Hy Hòa, Tổ Long Ngạo Phong. Thùy Họa vốn tu hành đạo phá quân, nhưng sau lần niết bàn thứ năm, đạo phá quân bị ý nghĩa thâm sâu của tử thần nuốt chừng, từ đó rời bỏ hệ thống tu luyện đạo môn. Nói đến đây tôi không thể không nói đến sự khác biệt giữa cái gọi là tu luyện của đạo môn và thần linh Thái Cổ. Sức mạnh của thần linh Thái Cổ cùng tam đại thần thú hỗn độn được sinh ra từ chính trong sự hỗn độn, mà Đại Đạo trong đạo môn là một hệ thống tu hành hoàn toàn mới được tạo ra bởi Thiên Đạo bằng cách hấp thụ sức mạnh vốn có của sự hỗn độn. Hai thứ đến từ cùng một nguồn, điểm khác biệt là nguồn gốc của hỗn độn thuộc về Sinh Thái Nguyên Thủy, trời sinh uy mãnh, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được. Mà Đại Đạo là sự hỗn độn đã được hệ thống hóa, với sự trợ giúp của hệ thống tu hành đạo môn, nhiều người tu hành có thể đánh thức được sự kiểm soát sức mạnh từ nguồn hỗn độn. Sau khi tu luyện và hóa thân thành đạo thì có thể đến hư không của vũ trụ để trải nghiệm nguồn hỗn độn thuần khiết hơn. Đại đạo có nhiều loại, có mạnh có yếu, hỗn độn chi lực cũng có rất nhiều thuộc tính. Ví dụ, hàn băng, hỏa diễm, tử vong, ôn dịch, bão phong, hắc ám, quang minh. Cái gọi là trốn thoát thực ra đề cập đến sự trải nghiệm nguyên thủy ban đầu của sự hỗn độn trong hư không vũ trụ. Khi tu luyện kết thúc thì vẫn phải trở về nguyên gốc của hỗn độn, thủy họa bọn họ chẳng qua là sớm sở hữu được một phần sức mạnh hỗn độn mà thôi. Từ điểm này mà nói, thì thiên đạo đã góp phần khám phá nguồn gốc của hỗn độn trong vũ trụ, bởi nếu không có thiên đạo, chúng sinh khó có thể chạm tới sức mạnh của nguồn gốc hỗn độn. Tuy nhiên, việc giải phóng sức mạnh cũng không hẳn là chuyện tốt. Trận chiến của Tam Đại Thần Thú Hỗn Độn gần như làm sụp đổ toàn bộ nhân gian. Mà trận chiến Phong Thần lần này, bất kể quy mô tham gia hay sức chiến đấu đỉnh cao cũng đều vượt xa 3000 năm trước. Có lẽ khi bàn cờ kết thúc, nhân gian cũng đồng thời bị hủy diệt, tất cả sinh linh sẽ trở thành vật bồi táng vào thời khắc đó sau khi nước lưu ở núi bất chu rút đi ma đạo thi công trên núi kiến lập tổ đình ma đạo không còn dùng tên cũ là cung vô danh nữa thánh nhân vô danh tôi không muốn có kết thúc giống như ma đạo tổ sư tên mới là thần điện quy khư tôi hy vọng rằng trong tương lai ma đạo cũng như khi quy khư xuất thế vậy kéo thiên đạo vào kiếp số thực hiện sự chúng sinh bình đẳng thật sự sau khi thần điện quy khư được thành lập ma đạo bắt đầu chính thức thuyết giảng ở quy khư và giáo hóa tất cả chúng sinh số lượng đệ tử ma đạo cũng bắt đầu tăng lên đáng kể, hung thú trên núi Lưu Ba trở thành địa điểm thí luyện cho đệ tử ma đạo, còn Bắc Minh Hải trở thành nơi tu hành của các đệ tử vong hồn. Dưới sự hướng dẫn của Hy Hòa, Lưu Phong Sương bắt đầu thành lập quân đoàn yêu tộc, thu nhận các đệ tử yêu tộc hồng hoang, bao gồm cả đại yêu thượng cổ đã khai mở ý thức, một lòng hướng đạo trong núi Lưu Ba. Bắc Minh Tú tiếp nhận biển Bắc Minh của Thùy Hòa làm cứ địa, tiếp tục tăng cường đại quân vong hồn các hải thú đã chết ở biển Bắc Minh sẽ trở thành lực lượng chính trong đại quân vong hồn. Sau khi hiên viên đế, bạch đế và xích đế chiến tử, đại bộ phận nhân tộc hồng hoang đều quy về quyền quản lý của ma đạo, ma đạo từ bỏ tranh chấp, đối với nhân tộc cũng không có yêu cầu gì, bất kể họ có muốn gia nhập ma đạo hay không, họ vẫn được quyền coi quy khư là quê hương của mình. Chỉ là phải tuân thủ giáo lý ma đạo mà làm theo. Có một số việc không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, cái gọi là mạn đạo hùng quan chân như thiết chính là như vậy. Sau khi ma đạo ổn định ở quy khư, đồng thời khi giác ngộ và tu hành, mặt tình nghĩa, yêu thương của các đệ tử ma đạo cũng bắt đầu thể hiện ra ngoài. Tôi ở giữa núi Bất Chu, giữa màn sương khói, dùng kiếm anh hùng mở ra một động phủ tu hành. Đó không chỉ là nơi tu hành của tôi mà còn là phòng tân hôn của tôi với Thủy Họa. Vợ chồng 10 năm, ở cùng phòng cũng một vài lần, chỉ coi ma đạo như là nhà. Mà đêm nay chính là đêm tân hôn động phòng thực sự giữa Thủy Họa và tôi chương 639, nến đỏ rực sáng một Trong phòng, nến đỏ sáng trưng tôi cởi từng khoảnh giáp cho Thùy Họa, đầu ngón tay tôi dịu dàng và chiều mến không thôi. Tử thần cũng có khoảnh khắc dịu dàng. Sau khi cởi bỏ bộ trọng khải, Thùy Họa chỉ mặc một thân váy trắng như tuyết, không để tôi làm gì tiếp nữa. Quay người nhìn tôi nhẹ giọng nói, tạ lan, em không còn dung nhan như trước nữa rồi. Đúng thật là Thùy Họa đã không còn như xưa, tôi nhớ lần đầu tiên gặp cô ấy, tóc đen hồng y, mắt sáng răng trắng, người tươi như hoa, chỉ cần nhìn cô ấy một lần, hồn phách cũng sẽ bị câu đi mất. Sau này, kể từ lần đó trở đi, tôi ít khi thấy cô ấy cười nữa. Không chỉ cô ấy, bản thân tôi cũng ít cười đi hẳn. Lịch sử của Ma đạo là một sử thi bi thảm, vị tướng phá quân và cờ chiêu hồn như hai ngọn núi đè nặng lên lòng chúng tôi. Tại Đàm Cửu Long, với âm thân gầy gò của mình thi triển thần thuật đạo pháp đầy trời, an nhiên xuống nước hai năm hơn, không còn tin tức gì. Khi cô ấy quay lại lần nữa, Nụ cười đã biến mất, bởi vì cái chết của Lưu Phong Thiên Tôn đã trở thành vết thương của cô ấy. Hàn Hoang, Dã Tiên kéo đến tấn công, lúc đó Tuyết Dương không có binh lính để dùng, kiếm pháp của tôi lại càng nông cạn, Thùy Họa một mình chặn bảy vạn đại quân. Thiêu đốt thần hồn để thi triển thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn đao, một nhát đao mà bạc trắng đầu, hồng nhan biến thành tóc trắng. Thùy Họa tóc trắng vẫn vô cùng xinh đẹp, có thêm vẻ đẹp đẽ thê lương mà tàn khốc, khiến quân địch khiếp sợ, khiến lòng tôi quặn thắt. Phong thần ở thiên chỉ đã lấy đi chút ít dịu dàng còn sót lại của Thùy Họa, lấy đi toàn bộ tính cách của cô con gái nhà họ Lâm 400 năm trước, cô ấy trở nên càng lãnh đạm và thần sắc càng nặng nề hơn. Thùy Họa được phong tử thần, cảm xúc của cô ấy hướng nội đến mức không tìm thấy dấu vết. Vào thời điểm đó, tôi đã bắt đầu lo lắng về việc liệu cô ấy có đóng băng cảm xúc của mình, trở thành một tử thần tàn sát sinh linh, thương tổn sinh mạng. Mãi cho đến trận chiến âm sơn, Thùy Họa thức tỉnh ý nghĩa sâu xa của tử thần, khi hư không niết bàn trùng sinh với diện mạo của tử thần, cô mới thực sự thay đổi dung nhan. Không còn là người tôi quen thuộc nữa, ngọn hỏa diễm bích lam trong mắt cô ấy không ngừng bùng cháy. Ngọn lửa không có nhiệt độ che đi đôi mắt cô ấy và tôi từng nhìn nhau chiều mến, chỉ khi cô ấy nhắm mắt lại mới lộ ra một dung nhan có phần thân thuộc. Đường viền môi lạnh như dao, đen như mực, tương tự, cũng không có chút nhiệt độ nào. Từ góc độ của thế tục mà nói, một khuôn mặt như vậy thực sự không đẹp, thậm chí còn có chút kinh thế hãi tục, khiến người khác trông thấy phải khiếp sợ nhưng mà nếu không phải vì ma đạo liệu cô ấy có trở thành như ngày hôm nay không tóc trắng là vì ai không nhan lại vì ai mà giận những cảm xúc lại đóng băng vì ai nụ cười vì ai mà thu bất lại hỏa diếm vì ai mà rực lên lưỡi đao sắc bén lại vì ai mà rời vỏ là vì ma đạo thân là một vị tướng phá quân của ma đạo thùy họa chỉ trở nên chán nản trong ba năm khi tôi chết ở núi không minh trong quãng thời gian còn lại cô ấy giáp không cởi khỏi đao không rời tay. Huấn luyện binh sĩ, thu thập phong hồn, dựa vào đạo phá quân và bằng thực lực của chính mình, mà chống lại sát phạt của vạn quân mạnh gấp mấy lần ma đạo. Trong mỗi một trận chiến, bóng dáng đơn độc và dũng cảm luôn ở phía trước chính là cô ấy. Tất cả chúng tôi, đều ở đằng sau cô ấy. 3.000 năm trước, khi ma đạo tổ sư chiến tử ở vực trả hồn, ma đạo vẫn còn những binh lính có khả năng chiến đấu, sĩ khí của họ tăng vọt, không suy giảm. Nhưng mà, khi tin tức về cái chết của phá quân hộ pháp thiên tôn bên bờ sông vong xuyên được truyền ra ma đạo đã bị đánh bại binh bại tựa núi đổ cho đến khi tham lang hộ pháp thiên tôn cùng chìm xuống với đảo kim ngao ma đạo từ đó tiêu vong không bao giờ quay trở lại nhân gian giờ đây thùy họa đảm nhiệm vị trí của phá quân hộ pháp thiên tôn ban đầu đảm nhiệm trong ma đạo tôi vươn lòng bàn tay chạm vào má cô ấy nhẹ nhàng nói em bây giờ so với trước đây còn đẹp hơn không tin hừm đợi chút nữa em sẽ tin thôi Bộ giáp là sự phòng thủ của cô ấy, khi bộ giáp được cởi bỏ, thứ lộ ra chính là trái tim mong manh thuần khiết của cô ấy. Dù trước mặt người khác có thờ ơ đến đâu, khi chỉ còn có hai chúng tôi, cô ấy cũng không bao giờ keo kiệt đi sự dịu dàng của mình. Điều đáng quý nhất chính là phong cách độc đáo của cô ấy, dù 400 năm nắng mưa mà vẫn giữ được vẻ e lệ của cô gái nhà họ Lâm. Đêm nay là đêm động phòng của chúng tôi, cô ấy đương nhiên biết tôi sẽ làm gì, vẻ mặt của tử thần không thể hiện ra được sự xấu hổ e lệ, nhưng hỏa diễm bích Lam trong mắt lại nhảy nhót không ngừng, mang theo vẻ thẹn thùng, sự lo sợ, lại cũng rất mong chờ. Nghĩ chắc do tôi bức ép cô ấy thái quá, bất ngờ cô ấy mạnh mẽ vòng tay qua cổ tôi rồi cùng nhau ngã xuống giường. chương 640, nến đỏ rực sáng hai Nhưng sau đó, người thua lỗ nhiều hơn lại là cô ấy. Chỉ biết cô ấy ôm chặt lấy tôi, không để cơ hội cho tôi thể hiện. Nhưng dù vậy, cuối cùng cô ấy cũng dần dần quen nhịp. Toàn thân bắt đầu thả lỏng, tạ lan, em thích làm người phụ nữ của anh, em muốn anh đối xử với em như cách anh đối xử với Kiêm Hà vậy. Những lời thì thầm đầy tình cảm và dịu dàng, tôi cảm nhận được một tình yêu đầy áp. Tôi hôn mái tóc bạc trắng của cô ấy, hôn lên hỏa diễm bích lam trong mắt cô ấy, hôn cả khuôn mặt cô ấy. Cuối cùng, giữa môi và răng của cô ấy, tôi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của tử thần, cảm nhận được sự dịu dàng độc nhất vô nhị giữa tử thần với người bình thường. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập trong hỏa diễm, tầm nhìn của tôi đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Nghe nhịp tim nặng nề, gấp gáp của bản thân, trong lòng dường như có lửa đốt. Kết phát phi phu phụ, ân ái lưỡng bất nghi, hoàn ngủ tại kim tịch, yến huyền cập lương thì, dịch nghĩa kết tóc trở thành vợ chồng, mối tình ân ái không chút nghi ngờ. Niềm vui chỉ còn lại trong đêm nay, nên đừng để mất đi, hãy gần nhau thêm. Tôi và Thùy Hỏa cuối cùng đã làm được điều mà ma đạo tổ sư và phá quân hộ pháp thiên tôn không làm được. Họ chỉ là tâm linh tương thông, tôi và Thùy Hỏa thân thể, linh hồn hợp nhất vậy nên tình cảm này cuối cùng cũng có nơi gửi gắm. Thường nói, linh hồn con người sẽ cô độc mà sống hết một đời, giờ đây tôi và cô ấy không còn cô độc nữa. Nắm tay cùng đi, dù phía trước là gió hay mưa, đây cũng là nhân duyên của chúng tôi. Tử sinh khiết thoát, dư tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Tình ý miên man như thể không có hồi kết vậy và khi chúng tôi thức dậy cùng một lúc, mới nhận ra rằng một đêm đã trôi qua nhanh như vậy. Thùy họa đứng dậy, phát hiện sự bất thường của cơ thể, xấu hổ chừng tôi một cái, rồi nhanh chóng mặc quần áo và giáp lên. Đợi khi mặc quần áo xong, cô ấy cầm đao trên tay vội vàng bỏ đi, chỉ đi một lúc rồi quay lại. Sau khi quay lại, cô ấy nhìn tôi chầm chầm mà không nói một lời. Làm sao vậy? Tôi hỏi, lúc đầu em đã hứa với Kiêm Hà, đợi khi tổ đình ma đạo được dựng lại, thì sẽ cho cô ấy một danh phận, cùng cô ấy làm tỉ muội. Thùy Họa nói, ban đầu, chính là Thùy Họa đã dùng những lời này để dụ dỗ Kiêm Hà vì ma đạo mà vào sinh ra tử, làm việc chăm chỉ mà không lời oán than tôi nhìn cô ấy im lặng chờ cô ấy nói tiếp nhưng mà nhưng thế nào tôi hỏi nhưng hiện tại em hối hận rồi thùy hòa cắn môi nói thùy hòa khi đi thì rất kiên quyết nhưng đến khi tôi xuống núi và thấy kiêm hà thứ mà tôi nhìn thấy là một đôi mắt mang theo bao sự vui mừng thực ra chuyện giữa tôi và kiêm hà không cần phải chờ thùy hòa tuyên bố ngay từ khi tôi ở trận quyết chiến với hiên viên đế dưới chân núi bất chu tôi đã tự nói qua rằng kiêm hà là đạo lữ của tôi điều mà đệ tử ma đạo của tôi tò mò là thùy họa là chính thê của tôi vậy danh phận của kiêm hà là gì thùy họa có tìm em không tôi hỏi ừ chị thùy họa đến tìm em rồi ừm uhm, khụ cô ấy đã nói gì với em rồi không nói cho anh biết dù sao hiện tại em rất vui vẻ mãi sau này tôi mới biết rằng thùy họa thuần túy là bắt nạt người khác bắt nạt kiêm hà đối với thế sự hoàn toàn không hiểu biết gì nhiều kể từ đó cụm từ đạo lữ mơ mơ hồ hồ đã trở thành danh phận cả đời của kiêm hà điều may mắn là cô ấy có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào vào đêm khuya không người miễn thủy họa không có ở nhà danh phận thì rất keo kiệt nhưng thủy họa làm người thì không keo kiệt ba đến năm ngày một lần tôi phải đến núi lưu ba để tu hành để cho kiêm hà và tôi có cơ hội ở riêng với nhau mà trong động phủ nơi tôi ở lại cũng có một phòng ngủ dành riêng cho kiêm hà thời gian ở quy khư trôi qua cực kỳ nhanh một năm nữa đã trôi qua trong nháy mắt chúng tôi hầu như không biết gì về tình hình hiện tại ở nhân gian Tôi lo lắng cho gia đình mình, cha mẹ tôi đã già và tôi không biết tình trạng sức khỏe của họ ra sao. Thời đại mạt Pháp kết thúc đã ảnh hưởng rất lớn đến nhân tộc, rất nhiều quan niệm sâu xa đã bị đảo ngược mạnh mẽ. Đến nhân gian không chỉ có chư thần thiên tôn, mà còn có cả âm linh tà khí, yêu ma quỷ quái. Tôi lo sợ cho sự an nguy của họ, cuộc sống của họ. Thật đáng tiếc khi nhân gian giờ đây đã là cấm địa của ma đạo, vô số cặp mắt trên trời dưới đất đang nhìn chằm chặp vào cổng giới quy khư, Ngoài việc lo lắng cho người thân của tôi, tôi cũng thường nghĩ đến mộ dung nguyên duệ. Tôi rất muốn biết một chút tin tức về cô ấy, hiện tại thời đại mạt Pháp đã kết thúc, đối thủ của cô ấy không chỉ là tạ Lưu Vân, mà là toàn bộ tổ đình nhân tộc. Nhân đạo không còn là nhân đạo trước đây, tiên đạo cũng không còn là tiên đạo khi trước nữa. Một tiên đạo tổ sư như cô ấy chắc chắn sẽ phải cực khổ rồi. mươi 641, Chiến lược thành hình 1 Trong suốt một năm qua, thực lực của các chiến tướng ma đạo gia tăng đáng kể. Từ khi rời khỏi hàn hoang, mà đạo vẫn luôn mắc kẹt giữa những trận chinh chiến giết chóc khốc liệt xảy ra liên tiếp, đoạn thời gian yên ổn ở quy khư càng thích hợp cho việc bồi dưỡng tu vi, nâng cao cảm mộ. Linh khí quy khư vô cùng trù phú, cơ duyên nhiều vô số kể, ngạo phong là người hưởng lợi nhiều nhất. Tam đại thần thú hỗn độn, nguyên phượng tiếp quản bầu trời, tổ long chăm lo cho biển khơi, thủy kỳ lân phụ trách mặt đất. Quy khư nuốt chừng nước biển trong thiên hạ, khí tức trong biển khơi rồi rào bất tận, mỗi ngày ngạo phong đều ngao du tứ hải quy khư, hấp thu khí tức tiên thiên quý thủy và linh khí trời đất nhằm rèn luyện thân rồng. Còn thường xuyên thâm nhập vào sâu đáy biển Bắc Minh, tôi luyện long hồn. Thân rồng hiện giờ của Ngạo Phong đã phát triển ngàn trượng, uy lực vô biên, tiếng rồng ngâm vang cao vút tận mây xanh, muôn thú khuất phục trước sự uy nghiêm của rồng. Chiến lực đã đột phá đến cảnh giới thiên tôn, quân tử bình tĩnh không hoảng loạn, gặp chuyện lớn ắt có biện pháp, nhờ có nguyên phượng tổ sư hy hòa bên cạnh hướng dẫn tận tình và động viên, thúc giục. Vô cùng có lợi cho việc thức tỉnh sức mạnh huyết mạch của Ngạo Phong. Ngạo Phong mạnh mẽ vùng dậy, có lợi cho việc ma đạo thu phục yêu tộc ở Hồng Hoang quy khư. Nguyên Phượng cùng Tổ Long, thần thú hỗn độn cấp bậc tổ tông cũng gia nhập ma đạo, yêu tộc bị chấn kinh trước việc này, bắt đầu hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập ma đạo. Đợi khi bọn họ bước khỏi vùng rừng thẳm núi sâu, nghe được lời truyền dạy giáo lý ma đạo của Khương Tuyết Dương, mới triệt để bị ma đạo chinh phục. Yêu tộc cho dù có thể hóa thân thành người, nhưng vẫn bị nhân tộc Hồng Hoang xem như khác loài không có địa vị hay tôn nghiêm gì cả. Nữ yêu hồ mị mê người còn được nhân tộc thu về làm nữ quyến, trở thành thú nuôi của đại lãnh chúa vương giả, dũng sĩ của nhân tộc, số phận của nam yêu lại càng đáng thương hơn, cả đời căn bản khó mà ra khỏi hang cùng núi thẳm được. Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài của ma đạo tuyên truyền giác ngộ như thế là điều rất thiết thực. Đối với việc ma đạo thu phục được yêu tộc quy khư, phản ứng ban đầu của nhân tộc có chút thất thần rồi sau đó là bất mãn và giận dữ. Tuy nhiên, sau một thời gian nhân tộc tiếp xúc với yêu tộc đã được giáo hóa, họ mới nhận ra được rằng có một số yêu tộc còn đáng tôn trọng hơn nhân loại này. Hiên viên đế với danh xưng hồng hoang thiên cổ nhất đế, trong tầm cung có đến 3.000 yêu nữ. Trong lúc hoang dâm vô độ thì thân thể tâm trí của nữ yêu cũng suy tàn, tuy là hóa hình thành người nhưng lại không có nửa điểm tôn nghiêm của người. Sau khi ma đao truyền đạo đến thành thủ dương, trả lại tự do cho những nữ yêu này, mọi người mới phát hiện rằng có một số người trông có vẻ cao quý nhưng thực ra lại thấp kém và xấu xa hơn cả bán thú nhân chưa hóa hình thành người. Tôi đã thấy qua một yêu tộc cao thượng nhất, cũng thấy qua một nhân loại thấp kém nhất. Chiến lược của Lưu Phong Sương trong ma đạo không phải mạnh nhất, cũng cùng là yêu tộc nhưng ngân hồ bạch vô nhai lại sở hữu chiến lược cao hơn cô ấy không chỉ mấy lần. Nhưng mà, thống soái cao nhất của quân đoàn yêu tộc lại chính là Lưu Phong Sương. Việc này, người đầu tiên đề xuất là thủy Họa, chúng chiến tướng của ma đạo đều nhất trí thông qua. Bởi vì từ khi ma đạo tổ sư truyền đạo đến nay, người cao thượng nhất trong yêu tộc xuất thân từ hồ tộc Thanh Khâu, Lưu Phong Thiên Tôn. Khi vào quy khư, ma đạo chỉ còn hơn 10 chiến sĩ hồ tộc Thanh Khâu, nhưng một năm sau, ma đạo đã có hơn 10 vạn đệ tử yêu tộc, cùng với sự truyền dạy đạo Pháp ở quy khư thì con số này vẫn đang tăng lên từng ngày. Đệ tử ma đạo hữu giáo vô loài, một khi khai mở linh thức, thì linh thú nào muốn hóa hình thành người cũng có thể đến núi bất chu nghe đạo Pháp. Hồ yêu là dễ thông linh nhất, ở quy khư thì cũng không ngoại lệ, Đại quân yêu tộc vẫn lấy hồ yêu làm chủ. Ngoài hồ yêu ra thì còn có các chủng chân cầm dị thú khác, Xài Lang hổ báo thì không gặp nhiều do thiên tính tàn bạo đã che đi linh thức cùng tuệ căn. Tương tự không thể thu phục còn có hung thú núi Lưu Ba, lệ khí tàn bạo quá nhiều, toàn bộ núi Lưu Ba tựa như nơi bị nguyền rủa, rất giống với thập vạn đại sơn của nhân gian. Hung thú bên trong chỉ có bản năng sinh tồn, cá lớn ăn cá bé đã trở thành thiên tính khắc sâu vào cốt tủy của chúng. Về điểm này thì ma đạo bất lực cũng như ma đạo không thể độ hóa với kẻ ác và địa tạng vương không thể siêu độ cho ác quỷ vậy. Lúc đầu Nguyên Phượng thiếu nữ có thể lập ra đại quân thú tộc chính là nhờ vào uy áp Nguyên Phượng, không phải là nhờ công giáo hóa chúng. Cho nên là, núi Lưu Ba vẫn luôn được xem như địa điểm thí luyện cho ma đạo, trong sự giết chóc và nguy cơ tăng sự cảm ngộ tu vi, tăng cường chiến lực. Yêu tộc dưới sự liên hợp chỉnh đốn của Lưu Phong Sương và Liễu Chi Nhung Thánh nữ tộc Tương Liễu, hóa hình đầu tiên, 3.000 năm sau, ma đạo lần nữa tập hợp lại quân đoàn yêu tộc trong vài năm sau đó tôi đã du ngoạn khắp hồng hoang quy khư địa hình hồng hoang quy khư rất tráng lệ và phong phú không chỉ có những nơi tàn bạo lệ khí như núi lưu ba mà còn có những nơi tuyệt đẹp hữu tình như núi không tang núi côn ngô cũng phủ tuyết trắng mỹ lệ như núi côn lôn nhược phi quyền ngọc sơn đầu kiến hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng tức là nếu không người ở má núi quần ngọc thì cũng thấy bên dưới trăng trốn giao đài thực ra thì núi côn lôn và núi côn ngô vốn là một thể sau đó một phần của nó bị quy khư nuốt chửng vào đến quy khư trở thành núi côn ngô. Chương 642, chiến lược thành hình 2. Có rất nhiều sông núi ở Hồng Hoang quy khư, vạn tộc đã sinh sống ở đây không biết bao nhiêu ngàn năm, sớm đã coi nơi này là quê hương của mình. Ma đạo chinh phục quy khư nhưng không chủ động can thiệp vào sự sinh tồn của vạn tộc. Ngay cả thổ tộc kết mối huyết hải thâm thù với ma đạo, ma đạo cũng không làm gì, bọn họ vẫn tự mình tự trị, nhưng nhất định phải theo giáo lý của ma đạo mà hành sự tuyệt đối không được bỏ qua luân thường đạo lý không được bắt nạt chủng tộc thiên tính của mộc tộc là thuận theo tự nhiên thổ tộc chăm chỉ và dũng cảm kim tộc thì hiếu dũng thiện chiến hòa tộc lại nhiệt huyết sôi sục mỗi chủng tộc đều có bản năng chủng tộc tốt đẹp thuộc về riêng họ đồng thời có cả sự hung ác cùng tồn tại cái ác không thể bị diệt trừ nhưng với một luật pháp gần như hoàn hảo cái ác có thể bị áp chế hết mức có thể không để tính ác trở thành một hành động ác không có tôn ti hơn kém cũng sẽ không thể không quản Ma đạo tuân thủ nghiêm ngặt giáo lý của ma đạo mà giáo hóa chúng sinh. Điều mà ma đạo tổ sư năm đó không làm được, quy khư đang diễn ra. Về phần giáo lý của ma đạo là đúng hay sai, liệu có chịu được thử thách của thời gian hay không, kết quả vẫn chưa thể rõ ràng vào lúc này. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu tất cả chúng sinh có tình có nghĩa, có trách nhiệm, có dũng khí thì quê hương quy khư này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đệ tử ma đạo ở nhân gian vẫn luôn rất hít ỏi, nhưng ở quy khư thì lại có sự thay đổi kinh thiên động địa. Hầu như toàn bộ mộc tộc đều tin tưởng vào ma đạo, con dân của thanh đế cũng như hồ tộc của Lưu Phong Thiên Tôn, sinh tử đều đi theo ma đạo. Nhìn thấy chiến lực đệ tử mộc tộc mỗi ngày một mạnh lên nhờ tu vi đạo Pháp, những nhân tộc khác không còn né tránh, quang minh chính đại đi đến chân núi Bất Chu để nghe ma đạo truyền đạo. Sức chiến đấu của các dũng sĩ hồng hoang chủ yếu nằm ở cận chiến, sau khi gia nhập ma đạo, không chỉ học được kiếm đạo, sát đạo, đao pháp hồ tộc mà còn có thể học được thuật pháp ngũ hành thích hợp với huyết mạch của họ. Khương Tuyết Dương am tường vạn pháp, dựa theo tiên thiên ngũ hành của nhân tộc Hồng Hoang sở hữu, nghiên cứu ra những thần thông phù hợp để họ tu luyện thuật pháp ngũ hành, rồi chọn ra những tinh anh để luyện tập pháp trận cỡ lớn. Với sự tham gia của các dũng sĩ Hồng Hoang, khiến sức mạnh chiến đấu của nhân tộc Ma đạo cuối cùng đã hình thành một quy mô. Sau khi yêu tộc và nhân tộc đã hình thành sức mạnh chiến đấu xong, Quân đoàn vong hồn dưới sự dẫn dắt của Bắc Minh Tú với lực chiến đấu của thiên tôn mạnh nhất chinh phục biển Bắc Minh đã có một sự thay đổi diện mạo đáng kể, cường đại đến mức có thể đối đầu với đại quân dũng sĩ Hồng Hoang. Vong hồn ở Hồng Hoang quy khư không nhiều, bởi do quy khư không có lục đạo luân hồi, chỉ cần không phải là vong hồn với oán niệm quá sâu thì đều sẽ trở về với trời đất, hóa thành linh khí trời đất hoặc hóa thành sinh cơ. Chiến binh chủ lực của quân đoàn vong hồn ma đạo đến từ tử linh hung thú ở biển Bắc Minh, còn có xương cốt của thượng cổ hung thú, phong hồn đại yêu bị biển Bắc Minh Hải nuốt chừng. Cả tử linh, thú hồn với kích thước lên tới vài trăm trượng hay ngàn trượng, sở hữu lực hủy diệt với cấp độ thiên tôn. Chỉ riêng ở biển Bắc Minh, ma đạo đã thu được bốn hồn thú cấp bậc thiên tôn cùng một lúc, lần lượt là khai minh thú với mắt xanh cánh đen, băng xương tử linh ma long, cốt xa xương trắng sắc nhọn và Bắc Minh âm sát giao long. Ma đạo không chỉ hình thành sức chiến đấu, mà tài nguyên và vũ khí chiến đấu cũng đều dưới sự điều động của Khương Tuyết Dương hình thành quy mô sản xuất. Ma đạo cũng chính thức có được nền tảng của mình, không còn cảnh bần cùng chống rỗng đáng xấu hổ nữa. Linh khí ở Hồng Hoang Quy Khư rất phong phú, tiên thảo linh dược cũng không thiếu, sắt ngũ hành tinh luyện có ở khắp các núi lớn, trữ lượng hàn thiết ở núi Côn Ngô rất dồi dào, dưới đáy biển Bắc Minh còn có tinh hoa tử linh mà nhân gian không có. Dưới sự hướng dẫn của Khương Tuyết Dương, ma đạo luyện ra một lò rồi lại một lò vũ khí, áo giáp tinh xảo và đầy đủ cho đệ tử ma đạo, chiến lược lại được nâng lên cao nữa. Trong số đó, Thủy Hỏa với tư cách là tướng phá quân của Ma đạo, khoác lên mình bộ chiến giáp tử thần, truyền thuyết người bất tử, do chính Khương Tuyết Dương chế tạo ra. Trên bộ trọng khải này có điều khắc pháp trận tiên thiên ngũ hành, pháp trận hệ gió và pháp trận ngưng tụ hồn năng, kiên cố không thể phá hủy và linh động phi phàm. Bên cạnh việc cung cấp một lực phòng thủ, nó cũng đồng thời mang lại cho Thủy Hỏa sự gia tăng sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ. Không cần phải vì cô ấy mà gửi thêm làn gió chúc phúc nữa, tự bản thân cô ấy có thể kích hoạt pháp tắc hệ gió của Bắc Phong Hàn. Tinh hoa tử linh đã khiến thần uy của tử thần càng thêm hoàn mỹ, mà các pháp trận ngũ hành đã tăng cường khả năng phòng thủ của Thùy Họa đối với thuật pháp tiên thiên ngũ hành, dưới đại đạo pháp tắc thì vạn pháp cũng khó làm thương cô ấy. Hộ tâm kính của truyền thuyết người bất tử làm từ đá mặt trăng, được Nguyệt thần A lê truyền vào luồng năng lượng ánh trăng vô tận, có thể phục hồi thần niệm và nuôi dưỡng thần hồn. Bộ giáp này thể hiện hoàn hảo cách tinh luyện vũ khí của Khương Tuyết Dương. Ngày truyền thuyết người bất tử được ra lò, chúng sinh hồng hoang quy khư đều thán phục, trời đất cùng vui. Quân đoàn yêu tộc, quân đoàn nhân tộc và quân đoàn vong hồn, sự hình thành của ba thế lực lớn, đánh dấu rằng sau 3.000 năm, ma đạo lần nữa đạt được thực lực tham gia vào tranh đấu của đạo môn. chương 643, ma đạo xuất thế 1. Mấy năm nay, tôi thường xuyên cùng với ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú lĩnh ngộ anh hùng kiếm, kiến thức của ông ấy về ma kiếm ngày càng thâm sâu, mà đạo ma kiếm của tôi cũng bắt đầu những bước đầu tiên. Thần kiếm miểu miểu, quỷ kiếm u u, ma kiếm thao thao. Theo truyền thuyết, nếu có thể khiến Tam Kiếm Đạo Thái cổ dung hợp làm một, có thể trực tiếp chạm ra lực sát phạt vô song của sức lực nguyên sơ hỗn độn. Nhưng đáng tiếc, Quỷ Kiếm thì tôi có thể tìm đến Bắc Minh Tú để học hỏi, nhưng về Thần Kiếm thì không ai có thể dạy tôi tu hành cả. Người có thành tựu cao nhất về Thần Kiếm trong Tam giới là Lữ Thuần Dương của Nhân đạo, sự bùng nổ của Vạn Kiếm Quy Tông có thể so sánh với sức mạnh của Đạo Tổ. Ngoài ra còn người thứ hai là Thái Ất Thiên Tôn, Kiếm Tiên của Tiên đạo. Hai người này tôi đều không thể tiếp xúc được huống hồ gì họ cũng sẽ không truyền dạy cho tôi ý nghĩa sâu thẳm của thần kiếm nếu chỉ dựa vào bản thân sự hiểu biết của tôi thì trừ khi thanh anh hùng kiếm vẫn còn nguyên vẹn nếu không phù văn khắc ý nghĩa của thần kiếm không đầy đủ bị mất đi một nửa như vậy thì căn bản là không thể tự mình lĩnh hội được bác minh tú đắc đạo bằng âm thân tu hành quỷ kiếm chỉ cần một vốn bốn lời không có đạo thất sát hỗ trợ thì tu hành ma kiếm quả thực là khó khăn trùng trùng cuối cùng ông ấy cũng từ bỏ chuyển sang lĩnh ngộ quỷ kiếm không chút sao nhãng Kiếm đạo vô cùng vô tận, đừng nói ba kiếm hợp nhất, nếu chỉ tu luyện một loại, sợ rằng cả đời cũng không lĩnh ngộ hết được. Tôi cũng chủ yếu dùng ma kiếm, quỷ kiếm dùng để thu phát hình kiếm khí, có uy lực khó mà lường được. Sáu kiếm khí cự long cũng bị ảnh hưởng bởi thanh quỷ kiếm, khiến chúng càng khó nắm bắt hơn. Sức mạnh chiến đấu của sáu con rồng bùng phát ra ngay lập tức có thể đạt đến cấp bậc của thiên tôn mạnh nhất, nhưng khả năng tiếp tục chiến đấu vẫn còn thiếu sót. Về điểm này thì khó mà loại bỏ được. Muốn sáu con rồng có thể tồn tại đồng thời trừ khi ba thanh kiếm hợp nhất, để lực nguyên sơ hỗn độn củng cố kiếm khí, sau đó hợp nhất với thần niệm thì mới có thể để sáu kiếm khí cự long đồng thời tồn tại dưới cách thức tương tự như một phân thần. Giờ đây mà kiếm của tôi ngày một tuần khiết hơn, có thể tự do điều khiển, sức mạnh của biển kiếm lớn hơn nhiều so với trước đây. Tôi vẫn chưa đi chứng thiên tôn, vẫn luôn nuôi ảo tưởng về việc lĩnh ngộ ý nghĩa sâu sắc của thanh thần kiếm ở trong lòng. Không chứng thiên tôn, thì trong thời gian ngắn, tôi có thể lĩnh ngộ ý nghĩa quỷ kiếm giả dụ như chứng thiên tôn rồi mới đi lĩnh ngộ quỷ kiếm thì sẽ muôn phần gian nan. Giống như rót trà vào chung vậy, nước đầy thì sẽ tràn ra, chỉ cần đạo thất sát chưa viên mãn, thì chung trà này tôi vẫn có thể tiếp tục đổ trà vào mãi. Bắc Minh Tú giờ đây đã là một thiên tôn mạnh nhất danh xứng với thực. Chiến lực của ông ấy chỉ kém một chút so với khổng tước Minh Vương, khổng tuyên. Khổng tước Minh Vương 3.000 năm trước đã là thiên tôn mạnh nhất, hôm nay ông ấy kỳ thực đã là đỉnh cao của thiên tôn rồi, nhưng bởi vì mãi không gặp cơ duyên hóa thân thành đạo nên không thể thăng cấp đạo tổ được trong số chúng thiên tôn của ma đạo hôm nay sức chiến đấu của khổng tước minh vương chỉ dưới nguyên phượng tổ sư hi hòa và trên thùy Hòa. khương tuyết dương do ngã xuống tại núi thái âm nên tu vi của cô ấy đã giảm xuống trong một khoảng thời gian dưới sự giúp sức của linh khí trời đất dồi dào ở quy khư cùng cơ thể thanh liên, cảnh giới của cô ấy nhanh chóng được nâng lên trở lại và đã chứng được thiên tôn Đạo Tham Lang viên mãn đã cho phép Khương Tuyết Dương điều khiển các loại pháp trận tinh xảo một cách tự do hơn. Ngoài ra, Khương Tuyết Dương còn được ban cho một khả năng rất đặc biệt, cô có thể lợi dụng mệnh cách Tham Lang để củng cố khí số Ma Đạo. Trong tử vi đầu số, Tham Lang là biểu tượng của quyền lực và giàu có, sự ổn định của quyền lực và giàu có là yếu tố cần thiết nhất cho sự phát triển của giai đoạn giữa và cuối của Ma Đạo. Mặc dù số lượng thiên tôn trong Ma Đạo không đủ để so sánh với Nhân Đạo và Tiên Đạo, nhưng sức chiến đấu đỉnh cao cũng không thua kém quá nhiều đáng tiếc bối cảnh ma đạo còn quá yếu đánh được nhưng không mất được huyết mạch huyễn ma của kiêm hà luôn là một chuyện lớn trong lòng tôi tu luyện của cô ấy đã đạt đến bình cảnh hoặc là hóa ma hoặc là phong thần nếu không cô ấy sẽ khó lòng tăng cao chiến lược của mình bởi vì cô ấy không có đại đạo năng lực lớn nhất của cô ấy là mô phỏng và huyễn hóa kể cả tu hành ma kiếm cũng khó mà tiến triển được tôi có thể phong thần nhưng kiêm hà thì không thể ngưng tụ ra thần cách chỉ có thể ngưng tụ ra ma cách một khi ngưng tụ được cô ấy sẽ đánh thức tất cả sức mạnh của huyết mạch huyễn ma và biến thành một thái cổ huyễn ma. Kiêm Hà đã triệu hoán ra được 12 ảo ảnh có sức chiến đấu mạnh nhất của thiên tôn, nhưng tôi biết rằng sức chiến đấu của cô ấy không dừng lại ở đó. Mà từ tâm sinh, nếu Kiêm Hà hóa ma, tôi không biết cô có còn giữ được tâm trí không. Núi Bắc Minh, biển cát trước đây giờ đã trở thành một ốc đảo. Ma đạo vĩnh viễn không quên đi thanh đế, không quên được ông ấy đã dùng cả sinh mệnh để xuân phong hóa vũ. Hàng năm vào ngày rỗ của ông, sát phá lang tam tinh của ma đạo đều sẽ đến đây để tế bái ông. Nếu không phải thanh đế ra tay, thì thùy hóa căn bản không cách nào hoàn thành lần niết bàn thứ năm, mà ma đạo tôi cũng không thể chịu được hậu quả tướng phá quân mất đi. Sau đó, trong trận chiến xa hải, xuân phong hóa vũ của thanh đế đã cứu vô số đệ tử ma đạo. Từ điểm này mà nói, thanh đế đã hai lần ở giữa lần danh sinh tử mà cứu toàn bộ ma đạo. chương 644, Ma đạo xuất thế 2. Đệ tử ma đạo không có phân biệt cao thấp, nhưng các đệ tử một tộc được tôn trọng nhất, bởi vì họ là tộc nhân của thanh đế. Vũ Ngưỡng Thiều, một anh hùng tiêu biểu trong lịch sử hồng hoang quy khư. Sau sự mất đi của ông ấy, thời đại hồng hoang quy khư đã được ma đạo kết thúc, mở ra một chương hoàn toàn mới. Khương Tuyết Dương tạc tượng anh hùng trên quảng trường thần điện ở cổng giới quy khư, thanh đế Vũ Ngưỡng Thiều là bức tượng bắt mắt nhất. Tay cầm sáo ngọc, thanh y tự cổ phong lưu, thời gian trôi nhanh, ma đạo vào quy khư cũng đã 10 năm rồi. Những ngày này, tôi thường đi đến cổng giới. Sự thịnh vượng và sức mạnh của ma đạo ở quy khư khiến lòng tôi khó mà yên ổn. Cờ chiêu hồn trong huyền quan gần đây không ngừng vang vọng, tựa như đang nhắc nhở tôi, đừng quên ý định ban đầu của ma đạo tổ sư khi lập nên ma đạo, ma đạo nên xuất thế rồi. Ma đạo và nhân gian chỉ cách có một cánh cửa, bên này cánh cửa là sự yên tĩnh và hài hòa của việc không tranh đấu. Ngoài cửa là chinh chiến sát phạt vô tận, cuộc tranh đấu sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi ván cờ kết thúc. Một khi bước ra khỏi cửa, Gần 200 vạn đệ tử ở quy khư này không biết phải chiến tử hết bao nhiêu người đây. Để mở ra cổng giới thì phải cần rất nhiều dũng khí. Nơi cực hàn của cửu U, thần điện cửu U, cửu U nữ đế lẳng lặng ngồi trong phòng, ngón tay trắng như tuyết nhẹ nhàng lướt trên lưới của kiếm lục đạo luân hồi. Kiếm lục đạo luân hồi không chỉ có thể để cô ấy thể hiện ý nghĩa sâu sắc của ma kiếm một cách gần như hoàn hảo, mà còn cho phép cô ấy tính toán được nhân quả của chúng sinh lục đạo. Những ngón tay lướt dọc theo lưới kiếm từng tấc một ngay khi đầu ngón tay của cửu u nữ đế sắp sửa lướt qua toàn bộ thân kiếm, đột nhiên, thần niệm run lên khó hiểu. Lưới kiếm cực kỳ sắc bén ngay lập tức cắt đứt đầu ngón tay của bà ta, để lại một vết máu trên thanh kiếm. Một lúc sau, mạnh bà thiên tôn cảm nhận được lập tức đến thần điện cửu u. Nữ đế bệ hạ, người gọi thần tới làm gì? Mạnh bà sau khi khom người hành lễ hỏi, cô muốn người lập tức đến phong đô để thay cô nhắn cho chu khất, rằng ma đạo sắp sửa xuất thế. Mới chỉ 10 năm, nhân, Tiên hai đạo còn chưa phân thắng bại, mà đạo đã sắp xuất thế rồi sao? Mạnh bà cả kinh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tam là biến số, mà đạo không xuất thế, chỉ dựa vào nhân, thiên hai đạo thì không thể phát động được cuộc chiến phong thần tam giới được. Nữ đế bệ hạ, không biết ma đạo nhập thế lần này do ứng kiếp hay là vận mệnh. Ứng kiếp của thiên đạo, ứng vận mệnh của vô định. Cái gọi là vô định là chỉ vận mệnh mà thiên đạo cũng không thể hiểu được. Côn lôn, ngọc thụ, Mộ Dung Nguyên rũi cởi bỏ quân trang, thay bằng Lưu Vân nghe thường đạo bào, điểm thêm cành lá ngọc bích. Có gió thổi qua, cành lá ngọc bích phát ra âm thanh sột soạt. Nhân, tiên hai đạo tranh đấu đã 10 năm, nhân đạo mạnh mẽ trỗi dậy, tiên đạo khuyến khích duy trì cân bằng. 36 động thiên tiên đã bị phá mất 12 động, 72 phúc địa lại bị nhân đạo chiếm cứ gần 36 nơi. Trong 10 năm qua, những người tham chiến trong trận tranh đấu giữa nhân, tiên hai đạo đều dưới lực chiến thiên tôn, uy lực của thiên tôn quá lớn, nếu không phải quyết chiến sẽ không dễ dàng mà động đến ngay tại nơi mộ dung nguyên duệ đang thất thần nhìn ngọc thụ vô tận tinh quang đột nhiên rơi xuống nơi này tiếp đó tử vi đại đế của bắc cực xuất hiện phúc sinh vô lượng thiên tôn mộ dung nguyên duệ bái kiến tử vi đế quân mộ dung nguyên duệ dùng lễ nghi ngang hàng chào hỏi phúc sinh vô lượng thiên tôn chiến thần an hảo không biết đế quân tới đây làm gì mộ dung nguyên duệ hỏi quả nhân dùng tử vi đầu số suy đoán mà đạo chắc là sẽ xuất thế tử vi đại đế nói mộ dung nguyên duệ thần sắc có chút giật mình trầm mặc một lát rồi hỏi ngọc hoàng đạo tổ có ý chỉ gì nhẫn nhịn bất động ma đạo xuất thế tiên đạo cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy mặc dù liên hợp với ma đạo nhất định có thể xoay chuyển cục diện trận chiến chống lại nhân đạo nhưng lại kéo về một kẻ thù lớn là âm ti cho tiên đạo sau khi tử vi đại đế rời đi mộ dung nguyên duệ thở dài một hơi quay trở lại thần điện chiến thần để điều động đại quân tiên đạo đến vùng thuộc sơn cổ địa thuộc sơn cổ địa động thiên trên núi nga mi của nhân đạo cũng có phúc địa núi thanh thành của tiên đạo cả hai đều được trọng binh canh gác điều quan trọng nhất là thục sơn cổ địa là một trong bốn vùng đất cổ xưa ở nhân gian nơi thích hợp nhất để mở chiến trường quy mô lớn cùng lúc với tiên đạo xuất binh nhân đạo tạ lưu vân đã có động thái gần như đồng thời phái binh tiến đến thục sơn cổ địa trong trận chiến thục sơn cả hai bên đều nhất định giành chiến thắng sau khi điều động binh mã xong xuôi Tạ Lưu Vân dùng kiếm lục nhậm âm dương suy đoán bí mật của trận chiến, chiêu pháp chỉ vừa đi vài đường, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó. Gỡ bỏ búi tóc, tháo giày, lại bắt đầu biểu diễn kiếm lục nhân âm dương từ đầu bằng đôi chân trần. Sau khi hoàn thành kiếm pháp, Tạ Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng, hồi lâu không lên tiếng. Sư đệ, có biến cố gì à? Trương Chi viễn hỏi, cha, Tạ Lan muốn ra khỏi quy khư rồi. Tạ Lưu Vân thở dài nói, chương 645, Đông Hải rút kiếm một phong đô, thần điện bắc âm đại đế. Mạnh bà thiên tôn phụng chỉ dụ của cửu u nữ đế đến gặp châu khất, đề cập rằng ma đạo sắp xuất hiện trở lại. Chu khất sau khi nghe xong, ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thời đại mạt pháp kết thúc, sau khi châu khất hoàn thành việc cải tổ sức mạnh quân sự của âm ti, sớm đã nóng lòng muốn khoe thanh kiếm của mình với nhân gian. Âm ti của hiện tại không yếu hơn bất kỳ đạo môn nào. Không giống như 3.000 năm trước, bị nhân đạo, tiên đạo và ma đạo. Lân át, ngay cả Âm Sơn Pháp Mạch với danh xưng là đạo môn thứ tư của nhân gian, cũng có thể bỏ qua luật pháp Âm Ti, ngang nhiên thu nhận vong hồn trong thiên hạ. Châu Khất rất tham vọng, mà lần huyết hải phù đồ này đã mang đến vô số cơ duyên cho Âm Ti. Tuy nhiên, Âm Ti muốn xuất binh đến nhân gian thì cần có cơ hội, tranh đấu trong bàn cờ, nhân vật chính là nhân, tiên hai đạo, trước khi chiến cục vẫn chưa đi đến hồi kết thì Âm Ti không tiện nhúng tay vào. Trận chiến giữa nhân, tiên hai đạo diễn ra chậm rãi, nặng nề dựa theo tình hình chiến đấu hiện tại, cũng không biết qua bao lâu mới có thể toàn diện bộc phát, mặc dù âm thi hùng hổ, đói khát, cũng chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi. Bây giờ nghe mạnh bà Thiên Tôn nói rằng ma đạo xuất thế, trong lòng của châu khất sân trào, như thể ngửi thấy mùi thơm của máu. Nữ đế có chỉ thị gì không? Châu khất hỏi, nữ đế bệ hạ chỉ có một lời dặn dò, cẩn thận điều binh, chú ý đại cục. Thiên Tôn mạnh bà nói, nữ đế quá lo lắng rồi, thời kỳ mạt pháp đã kết thúc, chư thần, phong linh trong âm ti vô số, chỉ cần một cái búng tay là có thể tiêu diệt toàn bộ ma đạo. Châu khất ngữ khí có chút phản đối đáp lại, ta biết bệ hạ rất muốn rửa nhục cho âm ti, ma đạo có thể chịu đựng 10 năm trong quy khư, lần này xuất thế nhất định phải có tự tin, vẫn xin bệ hạ cẩn trọng hành sự thì hơn, ngàn vạn lần không được gây hấn trong địa phận nhân tộc, để không khiến khí số nhân tộc đảo ngược tình thế, nó sẽ làm tổn hại đến căn cơ của âm ti. Mạnh bà nói, mặc dù thời đại mặt Pháp đã đi đến hồi kết, nhưng khí số nhân tộc vẫn còn tồn tại. Nhân tộc hiện tại đã không yếu ớt như 3.000 năm trước, giờ đây quốc vận hưng thịnh, nhân khẩu đã lên trăm triệu, đây là thứ gọi là nơi muôn dân hướng đến thì đạo trời cũng phải nhường đường. Cuộc đối đầu giữa nhân đạo và tiên đạo hiện tại chỉ diễn ra ở địa điểm bên ngoài bí cảnh cổ địa, bởi vì lo lắng rằng trận chiến sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến nhân tộc, làm khơi dậy trần áp khí số của nhân tộc. Tuy nhiên, khí số của nhân tộc sẽ không tiếp tục mạnh mẽ, bây giờ yêu ma quỷ quái xuất hiện khắp nơi, quần ma loạn vũ khắp đại địa cửu châu. Trái tim con người là mạnh mẽ nhất nhưng cũng yếu mềm nhất, khi họ mù quáng phục tùng trước sức mạnh quỷ thần, khí số của nhân tộc cũng sẽ biến mất, rồi cả nhân gian sẽ trở thành chiến trường của chư thần. Châu khất trầm mặc, tuy rằng hắn rất muốn báo thù ma đạo, nhưng hắn lại không thể không để ý đến sự tồn tại của khí số nhân tộc. Nhân đạo chấp nhận để ma đạo xuất thế sao? Châu khất hỏi, ma đạo đã dẹp yên loạn giã tiên, lại cứu nhân tộc khỏi đại họa âm sơn. Tuy rằng ma đạo không rộng rãi truyền đạo ở nhân gian, nhưng địa vị trong lòng nhân tộc không hề kém cạnh so với nhân, tiên hai đạo. Châu Khất im lặng, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Lời mạnh bà Thiên Tôn nói rất rõ ràng, ma đạo có thể thuận lợi xuất hiện trong nhân gian, nhưng âm ti muốn âm binh mượn đường ở nhân gian lại trở ngại muôn trùng, có chút bất cẩn sẽ chịu chân áp của khí số nhân tộc. Âm ti là đại địch của tất cả các sinh vật, nhân tộc đối với âm ti không có nửa điểm hào cảm nào. Châu Khất mặc dù hiểu được mặt lợi hại, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn ma đạo trở lại mà không làm gì cả bệ hạ ma đạo nhập thế để ứng kiếp nạn của ván cờ âm ty chúng ta có thể đợi đến khi xuất hiện kẻ chiến thắng trong tam đạo mới đi thu dọn tàn cục đây cũng là ý muốn mà nữ đế bệ hạ muốn ta truyền lời lại mạnh bà thiên tôn nói nữ đế quá cẩn thận rồi âm ty giờ đã không còn như xưa châu khất nói ý của bệ hạ là mạnh bà thiên tôn hỏi trước hãy xem ma đạo có tư cách tham gia tranh đấu đạo môn không nếu không quả nhân tuyệt đối sẽ không cho ma đạo cơ hội sống sót. Núi Thái Âm, Tổ đình Âm Sơn, sau khi trận chiến giữa ma đạo và Âm Sơn kết thúc, Tổ đình Âm Sơn đã trở thành một phế tích. Khi thời đại mạt Pháp kết thúc, núi Thái Âm đã từng phát sinh động tĩnh lạ, sau đó yên tĩnh trở lại. Mãi cho đến hôm nay, núi Thái Âm rốt cuộc lại có động tĩnh mới. Một đạo sĩ già với đường nét khuôn mặt rõ ràng, đứng trên đống đổ nát của Tổ đình Âm Sơn, đạo bào màu đen không gió nhưng tự lay động. Đôi mắt đầy ánh sáng, thần niệm tra xét bốn phương tám hướng. Đằng sau lão đạo sĩ là hai đệ tử áo đen, bọn họ là hai vị sát quân còn sống sót của âm sơn pháp mạch, sát quân thứ bảy và sát quân thứ tám, hai người đóng kín thần niệm, chiến lược đều ở mức thiên tôn mạnh nhất. Thời đại mạt pháp đã kết thúc, đi đi, đến nhân gian truyền lại âm sơn pháp tịch, tái tổ chức lại âm sơn pháp mạch. Lão đạo sĩ nói, cần tuân lệnh của sư tôn, sau khi hai vị sát quân lần lượt rời đi, vị đạo sĩ già lặng lẽ đứng đó. Không biết qua bao lâu, khi lão đạo sĩ động đậy, toàn bộ núi Thái Âm đều chấn động. Chương 646, Đông Hải rút kiếm hai. Sau đó, lão đạo sĩ bước vào hư không rời khỏi nơi này, sau khi ông ta rời đi, núi Thái Âm sụp đổ hóa thành khói bụi. Chỉ vì lão đạo sĩ đã luyện hóa ý chí của Vọng Thiên Hống, núi Thái Âm vốn là từ thi thể của Vọng Thiên Hống mà hóa thành, không còn ý chí, ngọn núi sụp đổ. Sự tan giã của núi Thái Âm đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của âm Sơn Lão Tổ, Trần Dương. Đông Hải, quy khư, ở cổng giới của quảng trường trước thần điện, mà đạo đại điểm binh. Thập niên ma nhất kiếm, xương nhận vị tăng thí, tức là 10 năm mài một kiếm, sắc nhọn chưa từng dùng. Ma đạo ở quy khư 10 năm, một lần nữa có tư cách tham gia tranh đấu đạo môn. Vận mệnh trên bàn cờ là đại kiếp sinh tử mà ma đạo không thể tránh khỏi, ma đạo đã ở ẩn trong quy khư 10 năm, là lúc quay trở lại nhìn ngắm nhân gian sau khi thời đại mạt Pháp kết thúc rồi. 10 năm trước, khi ma đạo tiến vào cổng giới quy khư, thiếu binh thiếu tướng, cũng không biết bao nhiêu thế lực đang nhìn chằm chặp vào cổng giới quy khư, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giáng một đạo xét xuống, tiêu diệt toàn bộ ma đạo. Bây giờ, chiến lực ma đạo đã được hình thành, hôm nay là thời điểm để ma đạo chính thức xuất kiếm trong tam giới. Ma đạo hiện có một đại quân 270 vạn người, trong đó quân đoàn nhân tộc chiếm 150 vạn người, quân đoàn yêu tộc 80 vạn, quân đoàn vong hồn 40 vạn. Vong hồn ở quy khư cực kỳ ít, Hầu hết trong số 40 vạn vong hồn đệ tử là vong hồn của những con hung thú thu thập được từ biển Bắc Minh và anh linh dũng sĩ cùng vương giả Hồng Hoang. Linh hồn của dũng sĩ, vương giả khó tiêu diệt, được từ thần thái cổ minh giới, thủy hỏa thu nạp về dưới trướng từ các chiến trường cổ khắp Hồng Hoang, trở thành vong hồn đệ tử ma đạo. Ngoài số lượng đệ tử ma đạo tăng mạnh, các chiến tướng ma đạo cao cấp cũng khác xa so với trước đây. Đồng thời, cũng có riêng cho mình chiến lực của đạo tổ, Nguyên Phượng Tổ sư, hi hòa Chiến lực thiên tôn mạnh nhất gồm Khổng Tước Minh Vương, Khổng Tuyên, Tiếu Ca Thiên Tôn, Chỉ Huy Tam Quân, Tử Thần Thái Cổ Minh Giới, Lâm Thủy Hỏa, Cửu Thiên Phong Chủ, Phong Thập Bát, Thống Soái Quân Đoàn Vong Hồn, Ám Ảnh Du Hiệp, Bắc Minh Tú, Thống Soái Nguyệt Thần Chi Tiễn, A Lê, Thống Soái Đại Quân Nhân Tộc, Huyễn Ảnh Thiên Tôn, Kiêm Hà. Lực chiến thiên tôn gồm có tướng bảy mưu tính kế, Khương Tuyết Dương, Sát Thần, Lâm Thanh Thủy, Ngân Hồ, Bạch Phô Nhai, Tổ Long, Ngạo Phong, Tứ Đại Tử Linh Hồn Thú Biển Bắc Minh, và cả vị thiên tôn mới phong kiêm thống soái quân đoàn yêu tộc của ma đạo lưu phong xương thánh nữ tộc tương liễu liễu chi nhung tuy thế dù cho thực lực của ma đạo đã không còn như trước nhưng so với thế lực của tam giới sau khi thời đại mạt pháp kết thúc tình hình vẫn không khả quan là bao bởi vì ma đạo trong ba ngàn năm mặt pháp hầu như không có tiến bộ gì nếu không phải côn đưa quy khư cho ma đạo thì không biết đến năm nào tháng nào ma đạo mới có thể tham gia tranh đấu hoặc cũng có thể không cần đợi đến ngày ma đạo quật khởi nữa bàn cờ cũng đã đi đến hồi kết rồi trên thực tế bây giờ ma đạo xuất thế cũng không hẳn là thời cơ tốt nhất ngoài hai đại địch là nhân tiên hai đạo gia thì còn có âm ti âm sơn lão tổ hoa hoàng cung cùng một số thế lực đối địch khác cường địch bao vây âm ti là mạnh nhất nếu toàn lực ứng chiến thì cũng có thực lực tiêu diệt ma đạo mối uy hiếp của âm sơn lão tổ nằm ở chỗ ông ta có thể luyện hóa được thú thân của vọng thiên hống hay không một khi hoàn thành trần dương sẽ lập tức được thăng cấp thành đạo tổ mạnh nhất trong trường hợp này lực chiến của trần dương sẽ đạt đến đỉnh cao trong tam giới và sức mạnh của ông ta sẽ gần bằng với cửu u nữ đế nữ oa nương nương vốn có thâm thù với ma đạo bản thân bà ta cũng là chiến lược đạo tổ tuy rằng quân lực của oa hoàng cung không hiển hách gì trong thiên giới nhưng trong cờ chiêu yêu thì vong hồn đại yêu vô số nếu nữ oa nhập thế và trở thành kẻ thù của ma đạo mức độ nguy hiểm đối với ma đạo chỉ đứng sau âm ty ti. đáng tiếc dù nhiều tai ương là thế nhưng ma đạo cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa Thời không đợi tôi, thời đại mạt pháp đã kết thúc. Tranh đấu trong ván cờ rồi cuối cùng cũng dẫn đến cuộc chiến phong thần, vì thế mà chúng sinh tam giới lục đạo cũng bị kéo theo vào trong kiếp nạn. Sơ tâm của Ma đạo là nhập thế cứu người, nếu như không thể cứu được chúng sinh, giáo lý của Ma đạo sẽ trở thành sáo rỗng. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, trước đây Ma đạo nghèo hèn tay trắng, lại dám bước khỏi hàn hoang nhập thế ứng kiếp, ngày nay Ma đạo vì cớ gì lại phải sợ? Như Thùy Hòa từng nói, chỉ vì chiến đấu mà thôi xuất thế không phải là chuyện nhỏ, hiện giờ ma đạo không có chỗ đứng ở nhân gian, trước khi xác định được cục diện chiến sự ở nhân gian, ma đạo sẽ không dễ dàng tiến vào nhân gian được. Hôm nay rút kiếm tại Đông Hải chỉ là để tuyên bố sự tồn tại của ma đạo đến tam giới. Cổng giới mở ra, tôi tay cầm anh hùng kiếm tiến lên một bước, rời khỏi quy khư và đặt chân lên biển. Ngay khi tôi vừa xuất hiện, lập tức cảm nhận được luồng thần niệm khổng lồ của vô số người ở nhân gian dồn về phía tôi. Thần niệm dày đặc như mưa, tất cả đều tập trung trên người tôi. Đồng thời, không biết bao nhiêu người đang đổ xô đến nơi này từ khắp tam giới. Chương 647, Ma đạo điểm binh 1. Trên cửu thiên, ở giữa biển mây bảy sắc, tiên đạo tổ sư, Ngọc Hoàng Đại Đế cưỡi chiến sa long mã hoàng kim, ra khỏi Nam Thiên Môn, hướng đến bầu trời Quy Khư. Chín con long mã bay xa ngàn dặm, ánh sáng đầy trời, có thể đạp mây lành bay lên trời xanh, có thể đạp sóng xanh tiến vào Long cung. Nhạc Tiên bay bổng, hương lạ thanh tao tiên nữ tung hoa sen mọc từng bước thời gian đã ba ngàn năm ngọc hoàng đại đế tiên đạo lần đầu tiên bước khỏi thiên đình tần lĩnh hàm cốc quan đạo đức thiên tôn cưỡi thanh niêu ngự không bay từ tây sang đông mà đến đây bán giác thanh niêu là tòa kỳ của đạo đức thiên tôn nhân đạo tổ sư nói là bò nhưng kỳ thực nó là một thượng cổ nhụy thú hủy hình dạng giống bò màu sẫm và có sừng mỗi khi thiên hạ hưng thịnh nó sẽ hiện thân đạo đức thiên tôn cưỡi bò phi hành đi qua khắp nơi trong thiên hạ nhân gian, ngồi trên lưng bò mà đọc kinh văn đạo tàng. Các đạo quan trong nhân gian tràn ngập tử khí, hàng vạn đệ tử nhân gian cúi đầu, khom người hành lễ. Thiên giới, cực tây, hoa hoàng cung, nữ oa nương nương tay cầm cờ chiêu yêu, cưỡi lên thanh loan, hướng về phía đông hải. Thanh loan ngự không, bách điều đến mừng, trong núi tiên ở hải ngoại của tiên đạo, liễu như thị cùng tàn dư dã tiên, ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm phức tạp. Lúc trước khi ma đạo công đánh đại miếu, nếu như thì cùng tàn dư của giã tiên chạy thoát được đã đến nhờ tiên đạo che chở, được tiên đạo sắp xếp vào trong núi tiên ở hải ngoại để hộ đạo và tu hành. Giã tiên yêu tính khó trừ, bọn họ hoài niệm thời khắc tươi đẹp khi còn ở quan ngoại, hoài niệm dục vọng cùng quyền lực của thế tục. Sau đó, mà đạo trốn vào quy khư, nhưng tiên đạo vẫn không cho phép họ quay lại quan ngoại, điều này làm dấy lên sự bất mãn trong lòng giã tiên. Giờ phút này nhìn thấy nữ oa nương nương trên bầu trời, chúng giã tiên cảm xúc vô cùng phức tạp, vừa kính vừa sợ vừa muốn có được sự chiếu cố thần niệm của nữ oa nương nương, lấy lại tôn nghiêm yêu tộc, nhưng cũng lo lắng sẽ trở thành đứa con bị vứt bỏ của nữ oa nương nương. Ngay khi chúng dã tiên còn đang bối rối, nữ oa nương nương trên không trung lấy ra cờ chiêu yêu. Sau một loạt sự biến đổi của ánh sáng, một con rồng băng xương trang giáp mặc lam sắc với chiều dài hơn ngàn trượng đã thoát khỏi cờ chiêu yêu. Sau khi trang giáp băng long hiện thân, nó nhanh chóng hóa thành một nam tử anh hùng vạm vỡ, chính là băng long ngạo hàn. Trong trận chiến của giã tiên hôm đó, Ngạo Hàn bị giết, thần hồn của hắn được nữ oa nương nương thu vào cờ chiêu yêu. Cờ chiêu yêu có cho mình một thế giới riêng, trong đó vong hồn đại yêu vô số. Ngạo Hàn với tư chất thiên bẩm cùng lửa giận thù hận, không ngừng rèn luyện và cải thiện trong cờ chiêu yêu, không biết đã giết đi bao nhiêu yêu vương cùng yêu hậu, cuối cùng với thể âm thân mà chứng thiên tôn, trở thành băng xương cự long duy nhất tự cổ trí kim. Băng xương cự long, ở dạng người đạt chiến lực của thiên tôn, sau khi biến thành trang giáp băng xương cự long, chiến lực ngang với thiên tôn mạnh nhất. Nhìn về Ngạo Hàn đã biến thành hình người, nữ hoa nương nương phong tình vạn chủng nói, Ngạo Hàn, ma đạo đã không còn như trước nữa. Cô muốn người quay lại nhân gian, triệu tập tất cả yêu tộc trong thiên hạ và hỗ trợ âm sơn pháp mạch dựng lại tổ đình. Ngạo Hàn cần tuân chỉ ý hoa hoàng, sau khi Ngạo Hàn nhận lệnh hạ giới, nữ hoa nương nương tiếp tục cưỡi thanh loan đi về phía tây. Trên biển trời minh mông vô tận, đã hội ngộ với âm sơn lão tổ Trần Dương, người chân đạp mây đen đến từ phương Bắc gặp nhau mỉm cười rồi cùng nhau đi đến quy khư. Ngày hôm đó sau khi âm sơn lão tổ rời khỏi núi Thái Âm, đã đi đến Hoa Hoàng Cung để gặp nữ Hoa Nương Nương cùng Thương Thảo. Âm sơn lão tổ mặc dù chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, nhưng các đệ tử của ông gần như đã bị tiêu diệt bởi ma đạo. Ông tự biết rằng một mình mình khó mà chống lại toàn bộ ma đạo, vì thế nên ông đã tìm một người trợ giúp cho mình. Khi trận chiến âm sơn nổ ra, một số yêu tộc đã gia nhập vào âm sơn pháp mạch, vì vậy người đầu tiên mà âm sơn lão tổ nghĩ đến chính là nữ oa Nữ oa nương nương cũng rất căm hận ma đạo, đôi bên như cá gặp nước vậy. Đôi bên ở đây chỉ âm sơn lão tổ và nữ oa nương nương. Lần liên minh này có ý nghĩa to lớn đối với tam giới, nó đánh dấu rằng nhân đạo, tiên đạo, ma đạo và âm thi, sau bốn thế lực này liên minh quỷ yêu cũng đủ tư cách tham gia vào trận chiến phong thần. Tranh đấu đạo môn trên bàn cờ chỉ là ngòi nổ, điều quan trọng nằm ở chìa khóa kích nổ trận chiến phong thần hoàn toàn có thể đoán được, nếu như thiên đạo cứ mãi không ra tay, thì trận chiến phong thần lần này so với 3.000 năm trước sẽ càng tàn khốc, thậm chí có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến đại họa tận thế. Nơi cực hàn, thần điện cửu U, cửu U nữ đế ngự kiếm bay đến nhân gian, hướng về quy khư. Tiên đạo tổ sư, nhân đạo tổ sư, nữ oa nương nương, âm sơn lão tổ tập thể hiện thân tại Đông Hải, cửu U tổ sư như bà ta đương nhiên cũng phải đến góp mặt một phen. Lần này ma đạo xuất thế, không ai trong tam giới có thể giữ được bình tĩnh. Mặc dù các phương thế lực sớm đã đưa ra quyết định ứng phó với sự xuất thế của ma đạo, nhưng lần rút kiếm tại Đông Hải này của ma đạo cũng là một điều đáng để quan sát, người đứng đầu các phương không ai bỏ qua cơ hội này. chương 648, Ma đạo điểm binh 2 Lần rút kiếm này sẽ thể hiện toàn diện thực lực của ma đạo, có ích đối với việc sửa chữa sự đoán sai lầm trước đó của họ. Nơi cao nhất ở quy khư, ngũ tổ cùng hội tụ, Bọn họ không dễ dàng để người khác cảm nhận được, cũng không ai dám dò xét đến sự tồn tại của bọn họ. Bên dưới tầng mây, chư thần tụ tập, tiên nhân chi chít. Các ẩn thế tông môn trong nhân gian cũng đến để theo dõi. Ma đạo ra khỏi quy khư, ma đạo tiến hành cuộc điểm binh lớn. Sau thời gian 10 năm, ma đạo lại vào nhân gian. Tôi là người đầu tiên một mình bước chân ra khỏi quy khư, gió biển mát lạnh, trong lòng tràn đầy kiêu hãnh. Ngay khi xuất hiện, đã có vô số luồng thần niệm tập trung vào tôi, trong cụm mây là một bầu trời kinh ngạc. Chư thần, thiên tộc và các cao thủ mạnh nhất đang thảo luận xôn xao. Tạ Lan, cư nhiên vẫn chưa là thiên tôn sao. Hắn làm thế nào mà làm ma đạo tổ sư vậy? Hiện tại hạ giới tập kích, đây có phải là cơ hội tốt nhất để giết chết ma đạo tổ sư không? Không sai, giới thiên tôn cũng đều là run dế cả. Sao lại không có ai ra tay? Người của âm ty đã đến rất nhiều, vì sao lại không có động tính gì cả? hai vị sát quân cuối cùng của âm sơn pháp mạch cũng đã đến rồi, tại sao bọn họ cũng không ra tay? Ma đạo không còn là ma đạo hồi đó, mà tôi cũng không còn là phàm nhân chỉ có thể trốn sau đôi cánh của thiên tôn nữa. Từ khi ra khỏi hàn hoang, ma đạo mặc dù chịu thương vong nặng nề, nhưng chưa hề nhận thất bại bao giờ. Núi không minh tôi tự hủy huyền quan, ma đạo đã thu phục được lòng người trong thiên hạ. Quan ngoại dẹp yên loạn dã tiên, ma đạo bắt đầu đà phất lên. Sau đó trong trận âm sơn, Ma đạo đã cho thấy sự lợi hại của mình. Trong chuyến đi quy khư, mặc dù nhân, tiên hai đạo giữ kín bưng với tam giới bên ngoài, nhưng có thể thu phục bản thân quy khư làm tổ đình, đây vốn đã là thành tựu rất lớn. Trong trận chiến núi tiểu bạch, lòng dũng cảm, cương nghị của Ma đạo lại càng khiến tam giới kinh ngạc hơn. Tuần Dương phán quan bị giết, tứ đại phán quan bị phế, Bắc Phương quỷ đế chết đi trong tích tắc. Ma đạo tổ sư quả nhiên không có chọn lầm người, mà tôi cũng dựa vào thực lực hành động thiết thực của bản thân để chứng minh và ngồi vững cái danh đạo tổ này lúc này tôi đang đi trên mặt nước vừa đi vừa nhẩm trong miệng ngũ hành bản ngã nhậm ý du chúng sinh giai hữu duyên mạng đạo hùng quan chân như thiết vô vanh cung nội tận thiện ngôn tức là ngũ hành cùng ta phiêu du tự tại vạn vật bốn biển đều có duyên đường dài quan ải vững như sắt cung vô danh đầy những lời tốt đẹp theo sau tôi thùy họa là người thứ hai bước ra khỏi quy khư hiện thân trên biển hồng nhan tóc trắng mặc bộ giáp truyền thuyết người bất tử tay cầm hồn chi bi thương thần uy bộc phát sát khí nặng như núi đao chìm trong nước nước biển được thắp sáng bởi màu bích lam của thanh đao ngẩng đầu lên rồi liếc nhìn bầu trời quân uy cô ấy bùng nổ cùng với sát khí sộc thẳng lên bầu trời đây chính là tướng phá quân của ma đạo là hoàng hà nương nương trước kia uy áp thần niệm của thiên tôn mạnh nhất sao cô ta lại thăng cấp nhanh như vậy năm đó một đao sát na phương hoa ở đông hải phế đi một thân tu vi của đồ sơn công tử lần này trải qua 10 năm tử thần tiến bộ rất nhiều ma đạo đều là kẻ điên người thường không thể bàn luận được chiến giáp trên người cô ta có lai lịch như thế nào nhỉ sau thủy hỏa là khương tuyết dương hiện thân cơ thể thanh liên thanh khiết và tuyệt mỹ duyên dáng uyển chuyển trên mi tâm còn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt sau khi tam tinh sát phá lang lần lượt xuất hiện nguyên phượng tổ sư hy hòa tóc đỏ thân mặc nghe thường thất thải cũng bước khỏi cổng giới uy áp thần niệm bậc đạo tổ bao trùm nơi này. Nguyên phượng tổ sư, trong đám mây có người kêu lên, nơi cao nhất trên bầu trời, đôi mắt của nữ oa kim quang lấp lánh, nhưng âm sơn lão tổ lại tỏ ra mơ hồ. Đạo đức thiên tôn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế sớm đã biết sự tồn tại của nguyên phong tổ sư, sắc mặt không thay đổi, cửu u nữ đế bản thân vốn đã là đạo tổ mạnh nhất nên cũng không quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, không ngạc nhiên không có nghĩa là không lo ngại. Bởi vì ma đạo khi có đạo tổ tỏa chấn với khi ma đạo không có đạo tổ tỏa chấn thì hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Uy lực của đạo tổ vượt xa sức mạnh của một thiên tôn bình thường. Tiếp đó, Khổng Tước Minh Vương và Tiếu Ca Thiên Tôn hiện thân, ám ảnh du hiệp Bắc Minh Tú, Nguyệt Thần A Lê, Cửu Thiên Phong Chủ, Huyễn Ảnh Thiên Tôn Kiêm Hà, hai đại sát thần, Ngạo Phong, tứ đại hồn thú biển Bắc Minh, thống sai yêu tộc Lưu Phong Sương, thánh nữ tộc Tương Liếu Liễu Chi Nhung. Sau khi chúng chiến tướng thiên tôn xuất hiện, từng đám mây im bặt đi, không ai dám nhẹ giọng lên tiếng. Khi Tam quân 270 vạn người của Ma đạo toàn bộ xuất hiện trên mặt biển, sát khí cao ngất, trực tiếp xé nát cả mây trời, các phương cao thủ đến để theo dõi sức mạnh của Ma đạo toàn bộ bị dọa sợ, bỏ chạy hơn phân nửa. Ai có thể ngờ rằng, vỏn vẹn chỉ trong 10 năm, Ma đạo có thể quang minh chính đại ra khỏi quy khư, đối diện với chúng sinh tam giới, Lục Đạo. Chương 649, thái độ của nữ đế 1. Ma đạo điểm binh, cả tam giới chấn động sau khi tứ đại hồn thú cấp thiên tôn khai minh thú cánh đen mắt xanh băng xương tử linh ma long cổ sa xương trắng sắc nhọn bắc minh âm sát giao long cùng nhau tập hợp lại toàn bộ bầu trời vô tận phía trên mặt biển bị màn xương đen bao phủ gió tanh khắp trốn mây mù ảm đạm oán khí chỉ mỗi hệ tử linh hung thú mới có sộc thẳng lên trời cao cao thủ các phương đến để thăm dò thực lực của ma đạo phải chịu một cú đả kích lớn ngay sau đó hy hòa bay người lên hóa thành liệt diễm phượng hoàng hỏa phượng khổng lồ dài hàng ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời, biểu diễn một màn thiên tượng tốt lành trong truyền thuyết trên bầu trời quy khư, hỏa thiêu vân. Thực ra thì trong số họ không thiếu lực chiến thiên tôn, nhưng không ai có thể chịu được uy áp thần niệm của nguyên phượng tổ sư. Hỏa thiêu vân đang trên đà phát triển, cửu thiên phong thập bát gió lốc cuồn cuộn, thổi bùng ngọn lửa để cháy dữ dội hơn, đốt trụi cả ngàn dặm mây trời. Gió lướt qua không một dấu vết, bầu trời lại trong xanh. Các phương cao thủ vốn ẩn mình trong tầng mây, lần này toàn bộ đều bị phơi bày trước tai mắt của ma đạo không ai còn có thể giữ được bình tĩnh đây vẫn chưa được coi là một trò chơi bởi vì khi hi hòa đang hỏa thiêu vân tôi đã bắt đầu kích hoạt thanh kiếm anh hùng và giải phóng hình kiếm khí ngay khi hình kiếm khí mới được hình thành đã bị thần niệm của tôi điều khiển lặn xuống mặt biển đợi đến khi biển kiếm dâng trào đến sắp mất kiểm soát tôi sử dụng anh hùng kiếm để triệu hồi toàn bộ biển kiếm nước biển nổ ầm một tiếng sau kiếm khí cự long lao ra khỏi mặt nước Long uy trực tiếp sông thẳng lên trời, nước biển cũng đồng thời bị hình kiếm khí kéo bay theo lên, nước biển bị đảo ngược mà đổ dồn cả lên trời. Nước biển vẫn chưa kịp rơi xuống, đã bị uy lực của kiếm khí hóa thành vô số giọt nước li ti, sau đó phong thập bát lần nữa thể hiện thần uy, mở ra lĩnh vực bạo phong, tập hợp tất cả giọt nước tụ thành mây. Thiên tướng thay đổi, từ bầu trời trong xanh lại chuyển sang đầy những đám mây bồng bềnh che khuất cả tầm mắt. Những đám mây trôi nổi thành hình, phong thập bát thúc đẩy bắc phong hàn, những đám mây biến thành những hạt mưa băng giá, tí tách rơi xuống. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa thể hiện đầy đủ uy lực của ma đạo. Những thủ đoạn này không chỉ khiến các phương cao thủ bị sốc mà còn nâng cao tinh thần của 270 vạn đệ tử ma đạo lên cao cực độ. Đặc biệt là các đệ tử nhân tộc hồng hoang quy khư, cả đời họ chưa bao giờ trông thấy thần uy cấp bậc thiên tôn như vậy, không biết bao nhiêu người đã rơi nước mắt vì cảm động. Tôi giơ kiếm lên trời, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, Tam quân đồng thanh đáp, đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng. So sánh chiến lực thì ma đạo hiện tại dù sao vẫn còn non nớt nhiều, không thể so sánh với khí số nhân tộc, không sánh bằng nền móng của tiên đạo, cũng không được binh nhiều tướng lắm như âm ty. Tuy nhiên, đệ tử ma đạo của tôi ai nấy cũng đều dũng cảm không sợ chết, quyết tâm hộ đạo cho đến chết của họ không một ai sánh kịp. Thiên đường ở bên trái, ma đạo ở bên phải, nơi cao cao trên bầu trời. Ngũ tổ đều bị khí thế ma đạo làm cho chấn động, hồi lâu cũng không nói chuyện. Âm Sơn lão tổ, Trần Dương khi đến đây vẫn tràn đầy kiêu ngạo, ngay cả khi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế ông ta cũng không giả vờ giả vịt khách khí, nhưng giờ đây niềm kiêu hãnh của ông ta đã bị thổi bay mất một nửa. "Điên rồi, một đám người điên." Nữ Oa nương nương lạnh lùng nói. "Đạo tổ của hôm nay kiêu ngạo tựa hồ không thua ông ta năm đó." Ngọc Đế chậm rãi mở lời, không biết là vô tình hay cố ý, khi Ngọc Hoàng Đại Đế nói lời này, khóe mắt ông ta cũng liếc nhìn cửu u nữ đế một cái. Xét về sức chiến đấu, trong số ngô tổ, cửu u nữ đế hiện đang đứng đầu. Ban đầu là Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng cùng đạo đức thiên tôn Thọ Nguyên đều đã đạt đến cực hạn, chỉ duy nhất nữ đế không chỉ có sức chiến đấu vô song, mà Thọ Nguyên cũng không có dấu hiệu cạn kiệt. Nghe Ngọc Hoàng nhắc tới ma đạo tổ sư năm đó, trong mắt cửu u nữ đế hiện lên vẻ bối rối. Người có mặt tại nơi này không ai hiểu rõ ông ấy năm xưa hơn nữ đế, bà ta đã nhìn thấy sự kiêu ngạo, cũng thấy qua sự buồn thương của ông ấy, thấy qua sự giận dữ, cũng thấy qua sự ngây thơ của ông ấy. Thậm chí, khi hai người cùng tiến vào hư không của vũ trụ lĩnh ngộ đại đạo, bà ta còn thấy qua mặt dịu dàng của ông ấy. Sự dịu dàng ấy, ngàn vạn năm không bao giờ quên. Tạ Lan, có tư chất của đạo tổ, cửu U nữ đế nói, nữ đế bệ hạ, cô có biết tại sao hắn cự tuyệt chứng thiên tôn không? Âm sơn lão tổ Trần Dương hỏi, quỷ kiếm U U, mà kiếm thao thao, thần kiếm miểu miểu. Ma kiếm của Tạ Lan đã có thể tùy ý khống chế, quỷ kiếm cũng có những bước đầu tiên, chỉ có thần kiếm là vẫn chưa có cách đánh thức. Không chứng thiên tôn, ý tại thần kiếm, một khi thái cổ tam kiếm đạo toàn bộ đánh thức hết cả, vào lúc này mới chứng thiên tôn, có lẽ sẽ một bước lên mây, thăng tiến thành đạo tổ. Chương 650, thái độ của nữ đế hai. Ha ha, đạo tổ cũng không dễ làm đến vậy, nữ oa nương nương cười khẩy nói. Muốn hóa thân thành đạo vào hư không vũ trụ chứng đạo đúng thực đối với Tạ Lan hiện tại có chút khó khăn, nhưng có tư cách đạo tổ hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần thực lực có đủ là được. Oa Hoàng bệ hạ còn nhớ chuyện của Phá Quân hộ pháp Thiên Tôn năm đó chứ? Một đao quy nguyên tích tà cuối cùng trong thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, cả mấy người trong chúng ta có ai chắc chắn rằng mình sẽ đỡ được? Cửu U nữ đế hỏi, nữ Oa im lặng, Âm Sơn lão tổ Trần Dương vẻ mặt buồn bực, không có ai tiếp được. Cảnh giới chỉ đại diện cho tiến độ tu luyện không đại diện cho lực chiến thực sự. Trong thời kỳ hoàng kim của phá quân, cô ấy thực sự không kém hơn bao nhiêu so với ma đạo tổ sư, chỉ do thanh đao của cô ấy quá dũng mãnh, đây chính là minh chứng cho câu cứng quá thì gãy Thùy họa của hôm nay thì khác, Thùy họa mặc dù dũng cảm không kém nhưng cô ấy có một lối thoát khác so với phá quân hộ pháp thiên tôn năm đó, cô ấy có cơ thể bất tử của tử thần. Có thể niết bàn đến 9 lần, 9 là con số cực hạn, niết bàn hết 9 lần sẽ hoàn toàn sở hữu uy lực của tử thần thái cổ minh giới từ thần thái cổ minh giới là một ma thần thái cổ từng tranh đấu với thiên đạo với lần thị uy này của ma đạo chư vị có tính toán gì nữ oa lại hỏi ngay khi những lời này vừa thốt ra đạo đức thiên tôn ngọc hoàng đại đế và âm sơn lão tổ đều nhìn về phía cửu u nữ đế liên minh quỷ yêu mới thành lập không bao lâu chỉ dựa vào hai đại đạo tổ là nữ oa cùng trần dương lão tổ chống đỡ tạm thời không thể địch lại ma đạo mà nhân tiên hai đạo lại đang ở thuộc sơn cổ địa đánh đến hừng hực khí thế cũng sẽ không giao chiến với Ma đạo vào lúc này. Nếu nói trước đó còn có chút ý tưởng, nhưng khi Ma đạo rút kiếm tại Đông Hải thì những ý tưởng này cũng đã bị dập tắt hết cả. Bọn họ đều không phải kẻ ngốc, Thiên đạo mãi vẫn chưa ra tay, không ai có thể biết được trong tương lai trận chiến phong thần sẽ diễn ra như thế nào, bảo tồn thực lực mới là thượng sách. Tiến độ trận chiến giữa nhân tiên chậm chạp như vậy chính là đang cân nhắc việc này. Nếu không phải tranh đấu đạo môn là việc bắt buộc, thì nhân thiên hai đạo cũng sẽ không giao chiến vào ngay lúc này. Thiên đạo là người xây dựng các quy tắc tranh đấu cũng là kẻ phán định cho các chiến cục. Ông ta không có ở đây, một khi chiến tranh nổ ra toàn diện, bất cứ lúc nào cũng có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, lúc đó chúng sinh lục đạo cũng sẽ bị cuốn vào, biến trận chiến phong thần thành kiếp nạn diệt phong. Năm người có mặt tại hiện trường, liên minh quỷ yêu do nữ oa nương nương và trần dương lão tổ thành lập đã quyết tâm ra tay với ma đạo, hai bên như nước với lửa nhân đạo và tiên đạo sẽ không hành động chống lại ma đạo vào lúc này vậy thì chỉ chờ xem thái độ của âm ty nữa thôi cô đã không ngó ngàng việc của âm ty lần này cô tới đây chỉ là muốn xem khí số của ma đạo cô đã viên mãn tâm ý bây giờ sẽ trở về cửu u nói xong cửu u nữ đế giơ tay vẽ ra cửa giới âm dương một bước đi vào về đến nơi cực hàn cửu u chiến lực của bà ta là vô song tam giới tự do đi lại không ai dám nói một lời Nghe cửu u nữ đế nói rằng bà ta không màng việc âm ti nữa, đạo đức thiên tôn và ngọc hoàng đại đế thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì, nếu như cửu u nữ đế thật sự quyết tâm diệt trừ ma đạo, với uy lực của bà ta cộng thêm binh lính âm ti, thì ma đạo khó thoát kiếp diệt phong. Có câu môi hở răng lạnh, nếu ma đạo bị âm ti tiêu diệt, vậy đối thủ tiếp theo của âm ti không là nhân đạo thì sẽ là tiên đạo. Trần Tổ, đã đến lúc giải quyết ân oán cũ của âm ti và âm sơn rồi. Sau khi cửu u nữ đế rời đi, Nữ oa nương nương quay đầu lại nói với âm sơn lão tổ. Ý của oa hoàng nương nương là, Trần Dương hỏi, nữ đế không quản việc âm ti, bây giờ châu khất nắm giữ binh quyền của âm ti, âm sơn có thủ với ma đạo, âm ti và ma đạo cũng có huyết hải thâm thù, chúng ta không ngại thử thân thiết với hắn xem sao. Lời oa hoàng nói rất đúng, có câu, oan gia nên giải không nên kết. Trần Dương nói, đạo đức thiên tôn nghe những lời hai người nói, khẽ cao mày, nói hàm cốc quan có việc, cưỡi bỏ về xem sau khi ông ta rời đi ngọc hoàng đại đế cưỡi chiến xa long mã trở về thiên đình nhân tiên hai đạo không muốn nhúng tay vào chuyện của ma đạo không muốn thành địch cũng không trở thành bạn nên dứt khoát không nghe cũng không hỏi về phần nữ oa cùng trần dương bọn họ quyết tâm đối địch với ma đạo muốn trước khi ma đạo đủ lông đủ cánh thì tiêu diệt toàn bộ ma đạo âm ti châu khất cũng nghĩ như vậy ma đạo đông hải rút kiếm có lợi cũng có hại lợi nằm ở việc ma đạo nhập thế lâu la rút lui hại ở chỗ liên minh quỷ yêu và âm ti vô tình được kéo lại gần nhau hơn, một khi song phương kết thành liên minh, dù chỉ là hợp tác tạm thời, mà đạo cũng đều có đại họa ập thân. chương 651, nhìn về nhân gian một Ma đạo đã điểm binh xong, nhưng sự rung động để lại trong lòng mọi người vẫn chưa tiêu tán. Ma đạo đã thay đổi, trước kia chỉ đơn thuần là những kẻ điên thôi, nhưng hiện tại không chỉ điên cuồng hơn trước kia mà còn có vốn liếng để điên cuồng. Phía trên Đông Hải, tôi rút anh hùng chi kiếm ra, dùng kiếm chỉ lên trời xanh tuyên ngôn với tam giới và lục đạo chúng sinh, kẻ động đến người của ma đạo ta, thần hồn không câu diệt, không chết đi thì quyết không dừng lại. Trận chiến phong thần vẫn chưa bắt đầu, khí số của nhân loại vẫn còn đó, chư thần thiên tôn vẫn chưa chân chính tham chiến. Dưới tình huống như vậy ai cũng không muốn liều mạng quyết sống chết tới cùng với ma đạo, thường gần động cốt ảnh hưởng đến căn cơ. 720 vạn đại quân của ma đạo sẽ không đổ bộ hết xuống nhân gian, khí số của nhân loại vẫn còn đó, không thể chứa nhiều người như vậy được. Sau khi điểm binh trên biển xong, đại quân trước hết rút về quy khư. Nơi mà quy khư tồn tại cách rất xa nhân gian, điều chúng tôi cần làm là trước tiên xây dựng ra một thông đạo nối liền quy khư với nhân gian, kiến tạo nên một căn cứ trên biển ở Đông Hải, chờ đợi thời cục hỗn loạn xảy ra ở nhân gian, vận số của nhân loại tiêu tán rồi mới xuất binh đến nhân gian. Khương Tuyết Dương luôn tâm niệm đảo Kim Ngao lúc đầu, nhưng mà tôi đã lật tung cả quy khư rồi vẫn không thấy tung tích của đảo Kim Ngao, cuối cùng vẫn là Bắc Minh Tú tìm được đảo Kim Ngao dưới đáy của Bắc Minh Hải. Lúc trước đảo Kim Ngao là chiến trường cuối cùng của trận chiến phong thần, thừa nhận đến mấy trăm vạn oán niệm của vong hồn, máu tươi gần như ướt đẫm mỗi một tấc đất nơi đây. Đảo Kim Ngao cũng bởi vậy mà từ ma đạo tổ đình biến thành vong linh hải đảo, sau khi quay về quy khư liền chìm sâu xuống dưới Bắc Minh Hải, không thể quay ra được nữa. Huống hồ, cho dù có tìm thấy rồi cũng không thể mang ra khỏi quy khư được, bởi vì cửa thế giới của quy khư có hạn, Căn bản không thể đưa đảo kim ngao qua được, mà chúng tôi cũng không có ai đủ thần thông quảng đại để di động được đảo kim ngao. Tuyết Dương, mà đạo tổ sư lúc đầu làm sao mà đem đảo kim ngao ra khỏi quy khư được vậy? Tôi hỏi, đạo tổ dùng thần thông vô hạn thu đảo kim ngao vào bên trong huyền quan, rồi lại lấy đảo kim ngao ra khỏi huyền quan." Khương Tuyết Dương nói, "Huyền quan của tôi cũng rất lớn, nhưng lại không biết làm sao để thu đảo kim ngao vào." Tôi nói, "Phải hóa thân vì đạo rồi dùng thần hồn bản mệnh để tế luyện đảo kim ngao để đảo kim ngao thông linh sau khi thông linh liền có thể thu nó vào huyền quan hóa thân vì đạo là bản lĩnh mà thiên tôn đỉnh phong mới có hòn đảo có quy mô lớn như đảo kim ngao cũng chỉ có thần hồn bản mệnh của trí cường đạo tổ mới có thể hoàn thành tế luyện tôi không có bản lĩnh này những người khác của ma đạo cũng không có huyền quan của thiên tôn là một tiểu thế giới nhưng mà tiểu thế giới này không có liên thông với nhân gian sẽ tận diệt sau khi thiên tôn chết đi chỉ có huyền quan của đạo tổ mới có thể tồn tại lại sau khi bản tôn đạo tổ chết đi, hoặc là trở thành một thế giới khác hoặc là hòa làm một thể với thế giới chủ. Bí cảnh Côn Luân Tuyết vực và Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Cương đều là do đại giả cấp bậc đạo tổ để lại, còn thiên tôn bình thường sau khi chết đi thì cát về với cát, bụi về với bụi chẳng để lại cái gì hết. Huyền quan vốn không phải là kết quả đặc biệt do đạo môn tu hành mới có, Thái cổ thần ma cũng có huyền quan của riêng mình. Thùy Hỏa đã từng nói với tôi huyền quan của cô ấy là một bộ phận của thái cổ minh giới xương chất thành núi oán hồn khắp nơi trời đất đều một màn xám xịt không có một chút sắc màu nào quy khư cách nhân gian quá xa với tu vi của tôi khi ngự không phi hành còn phải mất hết một ngày không tiện hành quân không có đảo kim ngao mà đạo nhập thế bắt buộc phải xây dựng một thông đạo liên thông với nhân gian vậy thì chúng tôi cần phải kiến lập một căn cứ trên biển cả vô tận gần với hải vực của nhân gian nhất có thể trách nhiệm này giao cho tuyết dương tìm một hải đảo thích hợp với ma đạo ở vùng biển phía đông, lợi dụng tài nguyên bên trong quy khư tạo nên lục địa biến thành chiến hạm cực lớn. Ma đạo ở trên biển rất an toàn, chiến lực của vong hồn ở Bắc Minh Hải hoàn toàn xứng đáng với cái danh bá chủ dưới nước, trừ phi chư thần thiên tôn tham chiến, nếu không thì dù là nhân đạo, tiên đạo, yêu ma, quỷ quái hay âm ti đều không thể so được với ma đạo khi ở trên biển. Theo cục diện chiến đấu trước mắt thì Khương Tuyết Dương có thể hoàn toàn yên tâm xây dựng căn cứ trên biển cho ma đạo. Mà trong khoảng thời gian tiếp theo, Khương Tuyết Dương có thể phát huy hết thảy uy năng các pháp trận của cô ấy, dùng lực rời núi lấp biển, dùng bảy hòn đảo không tên trên biển Đông chế tạo nên một cái căn cứ cực lớn có thể di chuyển trên biển, tên gọi là Bắc Đầu Quần Tinh Đình Viện. Bắc Đầu Quần Tinh Đình Viện được xây xong đại diện cho việc ma đạo đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến phong thần. Từ giờ đến rất nhiều năm sau này, chiến lược tinh nhuệ của Quy Khư đều dần đổ về Bắc Đầu Quần Tinh Đình Viện mà khương tuyết dương cũng đã bày ra một pháp trận bắt đầu quần tinh vô cùng lợi hại ở bên trong bắt đầu quần tinh đình viện còn về quy khư đương nhiên là trở thành nhà và quê hương của đệ tử ma đạo ở quy khư và đệ tử ma đạo ở nhân gian tất cả mọi nỗ lực đều là để bảo vệ ngôi nhà này chỉ dựa vào một cánh cửa thế giới là không thể nào ngăn cản nổi sự xâm lấn mạnh mẽ của sáu thế lực cường đại ở tam giới huống hồ cơ duyên bên trong cũng có hạn cái giá của việc ở yên một chỗ chính là chiến lược tách rời với thế giới dẫn đến diệt phong phải biết rằng chiến lược tồn tại là để chiến đấu chỉ có chiến đấu mới có thể khiến chiến lược tăng lên nhanh chóng tuy rằng trận chiến phong thần tử thương vô số nhưng sau đó đã thúc đẩy không biết bao nhiêu thiên tôn chứng đạo bao nhiêu thần minh thượng vị nếu không nó cũng không gọi là trận chiến phong thần thường nói là về nhân gian nhưng thật ra từ khi ma đạo xuất hiện lần nữa thì chúng tôi chưa từng chân chính giao thiệp với nhân gian loạn giã tiên ở quan ngoại cuộc chiến ở âm sơn cũng không hoàn toàn là nhân gian thập vạn đại sơn ở nam cương cũng không phải không chỉ ma đạo tôi nhập thế không đánh động nhân gian mà thậm chí là cả đạo môn và chư thần thiên tôn đều không muốn dính dáng nhiều đến nhân gian. Ba ngàn năm mặt Pháp, thần minh tam giới đều đã tách rời với nhân gian. Nhân loại tồn tại giữa thiên địa, nhân tính xa đỏa vẫn không giấu được sự vĩ đại của nhân loại. Truyền thuyết nói rằng nhân loại trời sinh đã có sẵn 500 năm tu vi, sơn tinh giã thú, yêu mị linh thú cuối cùng đều lựa chọn hóa thành hình người để tu hành đắc đạo. chương 652, nhìn về nhân gian 2 Trí tuệ của nhân loại ở thời đại văn minh, khiến nhân loại không cần tu đạo cũng có thể vượt qua 9 tầng trời chạm đến mặt trăng, nghiên cứu phát minh ra vũ khí chiến lược cỡ lớn cũng có thể khiến họ có được chiến lược cấp bậc thiên tôn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hai đạo nhân, tiên đều chọn cổ địa, bí cảnh bên ngoài để giao chiến, bởi vì họ không dám trực diện đối mặt với nhân loại, ngay cả âm ti cũng không gánh nổi hậu quả khi vạch mặt với nhân loại. Chư thần thiên tôn trong cửu thiên thập địa, những người từng sống trong niên đại đả đảo hết thảy như quỷ xà thần cũng bị khí số của nhân loại áp đảo, chúng sinh mà đồng lòng thì thiên đạo còn phải nhường bước. Còn về kiếp nạn loạn giã tiên và trận chiến âm sơn, bao gồm cả hạo kiếp thập vạn đại sơn ở Nam Cương là do khi đó thời đại mạt Pháp vẫn chưa kết thúc, cấp cao của nhân loại không muốn dùng quân đội nhân loại tham chiến nên mới mượn tay đạo môn và ma đạo. Mà hiện tại thời đại mạt Pháp đã kết thúc, nhân loại không thể tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của thần minh và dị loại, trong lúc kính sợ và cúng bái đồng thời cũng mang lòng cảnh giác nên có đây chính là giá trị tồn tại của khí số nhân loại chỉ cần khí số của nhân loại vẫn còn đó nhân loại sẽ luôn bảo trì được ý chí độc lập tự chủ bên trong nhân gian cũng sẽ không xuất hiện cục diện hỗn loạn quá lớn nhưng mà khí số của nhân loại sẽ không tồn tại mãi mãi bởi vì lòng người yếu ớt cúng bái những thế lực thần bí là một trong những khuyết điểm lớn của họ tràn đầy lòng hiếu kỳ đối với thứ bản thân không hiểu rõ như vậy sẽ khiến họ lâm vào mù quáng sùng bái quỷ thần đợi đến khi sùng bái hoàn toàn biến thành tín ngưỡng vậy thì nhân loại sẽ mất đi ý thức độc lập tự chủ chuyện gì cũng cầu cứu quỷ thần giống như trong lời thơ của lý thương ẩn vậy đáng thương thay nửa đêm mồi sảnh trước không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần đến thời điểm đó khí số của nhân loại sẽ hoàn toàn biến mất người xưa nói rất hay vũ khí có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể biến một kẻ thất phu mềm yếu thành anh hùng một khi nhân loại không khống chế được khí số ngày để thần ma loạn vũ cũng là lúc trận chiến phong thần bắt đầu đến lúc đó chư thần thiên tôn cũng không còn cấm kỵ gì nữa, đã có thể tự do ra tay. Bất quá, hiện tại nói đến những chuyện này vẫn còn sớm, bởi vì khí số của nhân loại sẽ không bị mất khống chế trong thời gian ngắn. Chư thần nhập thế chưa lâu, hai đạo nhân, tiên cũng chỉ mới bắt đầu cạnh tranh. Lần này mà đạo chúng tôi nhập thế, giai đoạn đầu sẽ không xuất hiện quá nhiều người, đầu tiên phải hoàn toàn hiểu rõ nhân gian đã. Biết được hiện trạng của nhân loại ở thời đại mặt Pháp, lực lượng tín ngưỡng của chư thần ở nhân gian, các thế lực của âm ti ở nhân gian Ngoài ra, ma đạo còn có vô số thế lực đối địch ở nhân gian Tông môn ẩn thế, dư nghiệt giã tiên Những kẻ này sẽ không để ma đạo dễ dàng nhập thế Đồng thời chúng tôi cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào trong đó Tiếp tục làm điều ác ở nhân gian nữa Còn về kẻ địch lớn là âm ti này Đông hải lượng kiếm chính là đặc biệt để giành đối phó với họ Khi khí số của nhân loại vẫn chưa tiêu vong Thì âm binh quỷ tướng đến bao nhiêu sẽ bỏ mạng bấy nhiêu Tiếp đến cùng Âm ti mưu đồ cả nhân gian Châu Khất nếu mà còn có một chút thông minh thì cũng phải biết là không nên khởi xướng quyết chiến với ma đạo ngay khi bắt đầu. Quyết định cuối cùng là ma đạo tiếp tục ở lại trên biển và bên trong quy khư, theo Khương Tuyết Dương và Phong Thập Bát xây dựng căn cứ trên biển, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy hòa tỏa trấn tổ đình ma đạo ở quy khư. Trước tiên an bài một đám chiến tướng cấp bậc thiên tôn mang theo 500 đệ tử nhân tộc ở Hồng Hoang quy khư nhập thế quan sát tình hình, tìm kiếm cổ địa xưa kia của ma đạo, thuận tiện tự rèn luyện bản thân luôn. Đợi đến khi đã thăm dò được thế cục ở nhân gian thì tiếp tục sắp xếp đệ tử ma đạo nhập thế truyền bá giáo nghĩa. 500 đệ tử nhân tộc ở Hồng Hoang Quy Khư được nhập thế lần này bao gồm lãnh đạo của nhân tộc ở khắp các nơi trong Hồng Hoang, nhân gian đối với họ mà nói quá xa vời, lạ lắm, nó đã từng là giấc mơ gần như không thể thực hiện được. Hiện tại được phân đội đi theo chiến tướng thiên tôn có cơ hội nhập thế, tâm trạng của họ vô cùng phấn khởi. Trong hành trình đến nhân gian, Trung Nguyên nội địa do vợ chồng khổng tước Minh Vương dẫn đầu, đồng thời tôi và Thùy Hỏa cũng sẽ ở lại Trung Nguyên tiếp xúc với các thế lực ở các nơi khác. Nam Cương giao cho Kiêm Hà và Liễu Chi Nhung lãnh đạo, thập phản Đại Sơn ở Nam Cương cũng giống như quê hương của Kiêm Hà, mà cô ấy cũng muốn nhân cơ hội lần này quay về huyền quan của huyễn ma, tế bái vạn ma điện một chút. Khu vực phía Tây do hai đại sát thần lãnh đội, phía Nam giao cho A Lê và Ngạo Phong. Quan ngoại phía Bắc thì đương nhiên giao cho Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương, trước mắt Thanh Khâu Hồ Tộc vẫn còn gần hai vạn tộc nhân ở Hàn Hoang, hàn hoang khổ cực lạnh lẽo, tôi không nhẫn tâm nhìn tộc nhân thanh khâu hồ tộc ở lại nhân gian chịu khổ nữa. Để Bắc Minh Tú mang theo Long Hồn Hạo Kỳ theo Lưu Phong Sương quay về cố hương dẫn họ vào quy khư. Bắc Minh Tú nhìn thì lẻ loi một mình, nhưng thực sự bên trong Long Hồn Hạo Kỳ có chứa 40 vạn đại quân vong hồn đệ tử, bao gồm 4 thú hồn có chiến lược cấp bậc thiên tôn của Bắc Minh Hải. Quan ngoại đã từng là địa bàn của Ma đạo, hôm nay tôi vẫn muốn Ma đạo đoạt lại quan ngoại, vậy nên mới để Bắc Minh Tú xuất động toàn bộ đại quân vong hồn đến quan ngoại. Chẳng có lý do cái gì khác, chỉ vì bên trong núi Tiểu Bạch có mai táng thi cốt anh hùng của ma đạo tôi. Bên dưới tấm bia anh liệt đó, cũng mai táng ân sư thân nhân của tôi. Bạch Hà Sầu và Phụng Lăng Nguyệt, mỗi lần nhớ đến họ, trong lòng tôi liền dâng lên vô tận thương cảm. Trừ thanh khâu hồ tộc ở Hàn Hoang, còn có tộc nhân của A Lê bên trong bí cảnh côn lôn tuyết vực, điều kiện sinh tồn của họ rất kém, đã hơn 10 năm kể từ khi tôi vào bí cảnh, cũng không biết họ còn lại bao nhiêu người. Hiện tại ma đạo và tiên đạo đã hoàn toàn xa cách, muốn đem họ ra khỏi bí cảnh tuyết vực trừ phi tôi dùng danh nghĩa ma đạo tổ sư tự mình đến Côn Lôn. Mà trước khi lên Côn Lôn, tôi phải quay về nhà cũ một chuyến. Lần cuối tôi về nhà đã là 15 năm trước rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn dưỡng mà người thân đã không còn. Trọng trách mang cờ chiêu hồn ngày đêm đều đang đặt nặng lên tim tôi, nhưng tim tôi chưa từng vì vậy mà quên đi tình thân trong huyết mạch, quên đi công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ chương 653, Thần Điện Thiên Sư một. Vừa nhắc đến ba mẹ thì nỗi nhớ nhà bỗng chốc dâng trào. Đợi sau khi các thiên tôn của ma đạo lần lượt dẫn người nhập thế, tôi và Thùy Họa lập tức ngự không phi hành, rời khỏi nhóm người quay về quê hương. Tôi sinh ra ở thôn Bạch Vụ bên cạnh sông Hoàng Hà, ký ức đơn thuần chân thật nhất cả đời tôi đều ở cái thôn này. Trong ký ức khi tôi đi học thì ba đều sẽ chạy xe đạp đến đón tôi, chỉ cần thi cử có thành tích tốt thì sẽ mua hình dán cho tôi trước cửa nhà chúng tôi còn có một cây hòe lớn mùa hoa hòe thơm ngát thì mẹ tôi sẽ dùng hoa hòe trưng cơm cơm hoa hòe vừa thơm vừa mềm cả đời cũng chẳng quên được từ khi tu hành đến nay ngũ cảm lục thức đều tự mình khống chế ăn gió uống xương đã rất nhiều năm không có động đến dục vọng ăn uống rồi bây giờ nghĩ lại miệng lưỡi phát thèm bất quá sau chuyện ở đàm cửu long thì người nhà tôi chuyển vào trong thành rồi đã không còn ở thôn bạch phụ nữa lần tôi quay về sau đó nhà cửa ở thôn bạch vụ vẫn vậy nhưng đã vắng lặng đến sắp thành thôn hoang rồi hiện tại đang là mùa thu nhìn mặt trăng mà tính thì vừa hay đêm nay chính là tiết trung thu đến khi màn đêm buông xuống thì tôi mới đến thị trấn quê hương trên người mặc một bộ đạo bào màu đen thùy hòa cũng không có mặc bộ chiến giáp truyền thuyết tử thần của cô ấy mà đổi thành một bộ đạo bào màu tuyết trắng thanh lịch trên đầu đội một cái mũ trúc rộng vành tinh xảo phối với màn xa có thể che giấu gương mặt của tử thần một cách hoàn hảo bất tử giả truyền thuyết chiến giáp là thần khí nhất đẳng sau khi thủy hỏa có được thường xuyên dùng thần hồn tế luyện, bình thường không dùng đến thì có thể thu vào trong huyền quan. Hồn chi bi thương của cô ấy cũng vậy, nhưng mà kiếm của tôi lại không thể. Anh hùng chi kiếm là kiếm của thiên đạo, cho dù tôi có dùng thần hồn tế luyện thế nào thì nó cũng sẽ không sinh ra cộng hưởng với tôi, cho nên cũng không thể thu vào huyền quan. Thời đại mặt pháp kết thúc khiến cho nhân gian có những biến hóa sâu sắc, rõ ràng nhất là vị đàn hương tràn ngập trong khí. Hầu như mỗi một hộ gia đình đều đang tế bái thần linh, cung phụng tượng thần. Nhà thờ tổ, miếu thành hoàng tan hoang trong ký ức, giờ đây uy nga rộng lớn, sạch sẽ như mới. Hương khói vây quanh nhưng lại chẳng thấy có chút bình lặng, ôn hòa mà chỉ có phần quỷ dị. Xem bộ dáng này thì khí số của nhân loại không chống được bao lâu đâu. Thùy họa nói, đúng vậy, thỉnh thần dễ tiến thần khó, chỉ có nhân loại mới có thể tự cứu bản thân mình, thần minh chỉ có dáng xuống tai họa. Cái gọi là thần thánh hiển linh bất quá cũng là để hấp thụ lực tín ngưỡng tế luyện thần cách, Tôi nói ầm hy vọng nhân loại có thể kiên trì lâu một chút, để ma đạo chúng ta có thêm chút thời gian truyền đạo. Hiện tại tín ngưỡng ở nhân gian toàn bộ đều bị nhân đạo, tiên đạo, âm ti phân chia, không có thờ phụng giáo lý ma đạo. Nói đến đây, trong lòng tôi liền rất hổ thẹn, ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, cảm động chúng sinh. Ma đạo tổ tôi đây, lại chưa từng truyền pháp cho đệ tử. Một là do bản thân tôi không giỏi truyền pháp, hai là vẫn luôn không có thời gian. Ma đạo từ khi tuyên bố tái xuất một lần nữa thì không ngừng chiến đấu. Nhà của cha mẹ ở một tòa thần điện mới xây tại Cổng Tiểu Khu, cúng bái Thiên sư Trương Đạo Lăng của Nhân Đạo. Hôm nay là 15 tháng 8, rất nhiều người đến dâng hương, từ xa nhìn thấy đầu người nối tiếp nhau di chuyển xếp thành một hàng dài. Xem ra nhóm người ở nhà cũ đã bị Nhân Đạo chiếm cứ rồi, đến tượng của Trương Thiên sư cũng được thỉnh vào tiểu khu. Sau này tôi mới biết, suốt 10 năm ma đạo ẩn thế, trong lúc hai đạo nhân Tiên tranh đấu với nhau thì còn tìm đủ mọi cách tiêu trừ lực ảnh hưởng của ma đạo trong nhân gian ở quan nội, đến cả tượng hoàng Hà Nương Nương ở thôn Hạ Bá cũng đã bị dỡ đi rồi. Đồng thời, đến cả công đức khi ma đạo nhập thế ứng tiếp cũng đã bị diễn dịch ra thành một phiên bản hoàn toàn khác, gạt bỏ tất cả mọi công trạng. Bộ linh dị không ra mặt bác bỏ tin đồn, dần dần ma đạo đã trở thành mây khói vút qua theo sự trôi đi của thời gian. Đến khi thời đại Mạt pháp kết thúc, thần minh của hai đạo nhân tiên thay nhau xuất hiện. Việc liên quan đến ma đạo lại càng chẳng có ai để ý, cũng chẳng ai nhớ đến. Bởi vì tôi và Thùy Họa đều mặc đạo bào, có người nhìn thấy chúng tôi liền lộ ra biểu cảm vô cùng cung kính, xem chúng tôi là cao nhân của nhân đạo, không dám thở mạnh trước mặt tôi và Thùy Họa. Tôi trước được long mạch nguyên lực ở Côn Lôn Tiên Đạo tẩy rửa thân thể, sau vào quy khư lại được long tiên thảo ngưng tụ đạo thể thiên tôn, lại thêm những năm nay không ngừng chinh chiến, dung mạo và khí chất đã khác hẳn với người thường. Chương 654, Thần Điện Thiên Sư Khai Đạo bào màu đen này là do Khương Tuyết Dương làm, vừa khít với thân thể, trầm ổn hào phóng, thoạt nhìn thì đúng thật là phong thái của thiên sư. Còn về Thùy Hỏa, tuy rằng không để lộ dung mạo, nhưng đạo bào tuyết trắng lại thêm khí chất tuyệt trần của cô ấy, càng có phong phạm của tiên cô. Tuy đã cố gắng hết sức thu lại thần niệm, nhưng vẫn có thể rung động tâm hồn của người khác. Nhìn thấy dân chúng lần lượt quay đầu, hai đệ tử trông coi hương hỏa liền đi thẳng về phía tôi và Thùy Hỏa. Nhìn khí tức thần niệm của họ, hẳn là cảnh giới nguyên thần. Nếu như là trước đây thì nhân vật cảnh giới Nguyên Thần đã là cao đến mức sánh bằng Thần Tiên rồi, nhưng đặt ở hoàn cảnh trời giáng cơ duyên như hiện nay thì Nguyên Thần lại chẳng đáng trọng dụng, thậm chí những đạo sĩ cảnh giới dưới hợp đạo đến làm lính cũng không có tư cách. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi hai vị đạo hữu đến từ tòa sơn môn nào? Một đạo sĩ trung niên trong hai người chắp tay hành lễ chào hỏi. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, không có sơn môn, tôi nói, nơi đây cúng bái Trương Thiên sư nếu hai vị không phải đệ tử nhân đạo thì xin tránh đi cho kẻo gặp phải tai họa quan sát thấy trên người tôi và thùy họa đều không hiển lộ ra khí thức thần niệm mạnh mẽ đạo sĩ trung niên lập tức trở nên nghiêm túc xin hỏi hai vị đạo sĩ đến từ tòa sơn môn nào tôi hỏi cô sơn thương vân quan lệ thuộc long hồ sơn chính nhất uy mãnh đạo sĩ trẻ tuổi đi cạnh đạo sĩ trung niên lấy làm tự hào mà cao giọng nói các người biết tạ lưu vân không thùy họa lạnh giọng hỏi làm can tục danh của tạ tiên sư là thứ mà những tán tu giả mạo các ngươi có thể tùy ý gọi sao đạo sĩ trẻ tuổi lập tức lộ ra vẻ mặt phẫn nộ tay trái đã đặt lên thanh kiếm pháp sư trai chám theo sự tranh chấp của chúng tôi dân chúng vây xem ngày càng nhiều tôi vốn không muốn dây dưa với họ càng không muốn để lộ tên thật trước mặt họ nếu không truyền đi thì thật sự là làm trò cười cho thiên hạ đường đường là ma đạo tổ sư lại đi tranh chấp với đệ tử trẻ tuổi của tiên đạo thì có mất mặt không chứ nhưng nhìn tình cảnh trước mắt hôm nay thật sự khó mà tránh khỏi rồi tôi có thể nhịn nhưng trong mắt thủy họa lại không thể chứa nổi nửa hạt cát nghĩ đến đây tôi thả nhẹ ngữ khí hỏi hai vị đạo hiếu phải làm thế nào mới để bọn ta tiến vào hoặc là cởi bỏ đạo bào tùy ý ra vào hoặc là dập đầu ba cái với trương thiên sư liền để cho hai người vào nếu không đến từ đâu thì cút về đó đi đạo sĩ trẻ tuổi nghiêm giọng nói được thôi nói xong tôi chỉnh lý quần áo đi đến trước tượng của trương thiên sư Trước tiên chắp tay hành lễ, sau đó mở miệng nói: "Đệ tử hậu thế Tạ Lan, bái kiến Trương Thiên sư." Hai chữ Tạ Lan này vừa nói ra, đạo sĩ trẻ tuổi liền ngơ ngẩn, đạo sĩ trung niên liền chấn kinh. "Tên của tôi trong đạo môn không ai không biết, chỉ cần là người có tâm, cũng có thể nghe ngóng được rằng nhà tôi ở nơi này, xác nhận thân phận của tôi." Nhưng mà, chưa đợi đạo sĩ trung niên hồi phục tinh thần thì đạo sĩ trẻ tuổi đó đã nói phải hành đại lễ. Trương Thiên sư thế thế cứu người công đức vô lượng. Theo lý thì ta hậu nhân tế bái cũng là lẽ đương nhiên, chỉ đáng tiếc cái cúi đầu của ta chưa chắc ngài ấy đã nhận được. Tôi nói làm càn, đạo sĩ trẻ tuổi chưa nói xong đã bị đạo sĩ trung niên ngăn lại, sau đó đạo sĩ trung niên dùng đôi mắt sáng tinh quang đánh giá tôi từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cung kính, cuối cùng trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng, đạo sĩ trung niên cũng tỉnh ngộ, đi đến trước mặt tôi cúi chào, ngữ khí run run hỏi, "Xin hỏi ngài có phải ma đạo tổ sư không?" Quỷ thần Minh Minh tự tư tự lượng thần sắc của đạo sĩ trung niên lại chấn động lần nữa, giống như đột nhiên mất đi hết tinh thần vậy. Đạo sĩ trẻ tuổi mặt cũng đã biến sắc, thân thể không tự chủ mà run lên. Phập, phập, hai người quỳ trước mặt tôi, không dám đứng dậy. Đứng dậy đi, ta không có nhỏ mọn như vậy. Tôi nói, hai người đứng dậy, đạo sĩ trung niên len lén nhìn tùy Họa một cái, nhỏ giọng hỏi tôi, đạo tổ, xin hỏi vị này có phải là tướng phá quân không? Tôi gật gật đầu, lần này sắc mặt hai người đều trắng bệch như giấy, giống như vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan vậy. Sau khi tôi và Thùy Họa rời đi, tôi nhìn thấy hai người họ đang thu thập đồ trong thần điện, đóng cửa điện lại không tiếp nhận dân chúng dâng hương cúng bái nữa. Dân chúng đương nhiên là ngơ ra rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hàm Cốc Quan, đại Giảng Kinh, Thiên Sư Trương Đạo Lăng đang lắng nghe Đạo Đức Thiên Tôn giảng đạo. Đột nhiên trong lòng liền có cảm ứng, tâm thần đột nhiên mất khống chế, đứng dậy khỏi bồ đoàn, vừa nhìn về nhân gian vừa bấm đốt ngón tay. Đạo Lăng, có chuyện gì làm phiền sao? Đạo Đức Thiên Tôn hỏi, ai già, xém chút bị tạ lan hủy đi đạo hạnh ngàn năm. Nếu như mà hắn cúi đầu thì trận chiến phong thần lần này không còn chuyện của đệ tử nữa rồi. Trương Đạo Lăng bùi ngùi thở dài, chương 655, ân phụ mẫu một. Lần này tôi trở về không có cố ý đổi thành trang phục thế tục, thời đại mặt Pháp đã kết thúc, mà đạo cần phải truyền bá giáo lý, mà đạo tổ sư tôi đây cũng không cần phải che che giấu giấu nữa, chỉ là bộ dạng tử thần của Thùy Hỏa quá kinh hãi thế tục, nên mới phải dùng đầu lạp và màn sa che đi. Giải thích đầu lạp là một loại mũ đan bằng che rộng vành hay xuất hiện trong phim cổ trang trung. Hết giải thích, sau 10 năm qua đi thì nhân gian đã thay đổi hoàn toàn khác, phần nội địa trung tâm trước kia vốn đã chật ních người thì hiện tại lại càng thêm chật trội, chen chúc. Ven thành nhân khẩu thưa thớt, bên quan ngoại thì đã hoàn toàn tàn dụi. Chẳng qua cái thị trấn sông Khúc Huyền ở nhà cũ của tôi cũng không có biến đổi mấy nhân khẩu không có biến động lớn, chẳng qua là biện pháp an phòng đã được nâng cao lên nhiều. Nhân loại không cấm đạo môn truyền đạo, bởi vì cần phải an định lòng người, nhưng cũng không bỏ đi việc ước thúc đạo môn, tất cả mọi thứ đều phải tiến hành theo luật pháp. Đối với những linh hồn tà ác quấy phá nhân gian, khoa linh dị không còn bộ dáng yếu đuối bất lực như năm đó mà bày ra đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người đời không thể không cảm thán, cơ quan quốc gia khổng lồ một khi đã vận hành thì đến quỷ thần cũng khó xâm phạm. Nhà của ba mẹ tôi ở góc tây bắc của tiểu khu tôi và Thủy Họa đi lên cầu thang dưới một hàng dài những ánh mắt kinh ngạc. 15 năm không quay về nhà, ba mẹ tôi cũng đã đến tuổi xế chiều. Tôi từng đem tiên dược bổ dưỡng thân thể cho họ, nhưng mà tai ương mà vận mệnh mang lại cũng không phải là thứ tiên dược linh thảo có thể giải trừ. Đứng trước cửa nhà quen thuộc, tôi hít sâu một hơi rồi mới gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng hỏi, nghe thấy giọng nói này, tôi đột nhiên rơi nước mắt, Thủy Họa nắm chặt tay tôi. Mẹ, Lan Nhi quay về rồi.